Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 60. Ngô Quốc Hoa quay đầu lại và hỏi Tề Đẳng Nhàn, anh Lý, anh có nhìn thấy cái gì không? Tề Đẳng Nhàn trả lời, tôi cảm thấy từ trường ở đây hơi có vấn đề, nhưng không rõ rệt lắm, nếu không đến đây chắc tôi không nhận ra được. Ngô Quốc Hoa cười nói, đây là sự xuất sắc của người đã sắp đặt tình huống giết người này. Nếu không nhờ võ công thần thông của giám đốc Lý thì khí thế nó sinh ra đã ảnh hưởng tới mô hình này, cho dù là tôi cũng sẽ không nhìn ra được. Lôi Thiên Tứ hỏi, có cách nào một lần làm dứt điểm luôn không? Suy cho cùng cũng không thể ở nhà họ Lôi chúng tôi cả đời đúng chứ? Tình hình phong thủy này đã tồn tại nhiều năm như vậy, trước giờ đã giống như một con giòi bám xương, nếu buộc phải thay đổi sợ rằng trái lại còn có hại cho nhà họ Lôi. Vậy nên cách tốt nhất là để anh Lý đến nhà của ông vài ngày, mỗi năm một lần. Ngô Quốc Hoa liếc nhìn la bàn, khẽ lắc đầu. Từ Ngạo Tuyết hơi mất kiên nhẫn, bèn hỏi, kỳ lạ vậy, nhất định phải là hắn sao? Ngô Quốc Hoa nói, nếu nhà họ Lôi có thể đi mời thiên sư đương nhiệm đến canh giữ nhà, hoặc là tìm mấy người tài cao cùng cấp bậc như anh Lý cũng được. Mời thiên sư đến canh giữ nhà. Khóe miệng Lôi Thiên Tử bỗng giật giật, mẹ nó. Thật là vô lý, rõ ràng làm gì có khả năng làm điều đó đâu. Thế nên Lôi Thiên Tứ chỉ có thể đem ý định của mình đặt lên người Tề Đẳng Nhàn. Năm đó nhà họ Lôi làm việc cho đất nước, rất có thể đã khiến cho nước ngoài ôm hận, nhưng lại không ổn nếu hành động quá lộ liễu nên chỉ có thể bỏ tiền mời người tạo phong thủy này. Ngô Quốc Hoa cất la bàn đi, mỉm cười, nói. Người nước ngoài cũng tin vào phong thủy sao? Tề Đẳng Nhàn tò mò hỏi. Ấy. Anh đừng nghi ngờ khả năng xuất khẩu văn hóa truyền thống của Trung Quốc, đã là người Hoa, ai dám nói rằng mình không tin vào phong thủy chứ? Hoa Kiều ở nước ngoài nhiều như vậy, người nước ngoài bị ảnh hưởng cũng là chuyện bình thường thôi. Tôi có một cậu học trò đích thân từ nước Mỹ qua xin tôi dạy nghề đấy. Ngô Quốc Hoa nói, anh có tin vào phong thủy không? Trước khi Tề Đẳng Nhàn lên tiếng, Ngô Quốc Hoa đã nói, mọi người đều luyện võ, đều phải chú ý hướng mặt về phía đông. Mỗi ngày luyện tập ở nơi có mặt trời mọc, kể cả lúc nửa đêm cũng phải hướng mặt về phía đông. Đây không phải phong thủy thì là gì? Sắc mặt Từ Ngạo Tuyết ngày càng trở nên khó chịu, nếu đúng như lời Ngô Quốc Hoa nói, vậy Tề Đẳng Nhàn quan trọng với nhà họ Lôi là điều hiển nhiên rồi. Chung quy lại, dựa vào cách nói của Ngô Quốc Hoa, thì cứ vài năm, Tề Đẳng Nhàn sẽ đến nhà họ Lôi để ở vài ngày, như thế nhà họ Lôi còn không coi hắn như một vị thần thì là gì? Không còn nghi ngờ gì nữa, việc trộm tháp của Từ Ngạo Tuyết cuối cùng vẫn thất bại, một câu nói của Tề Đẳng Nhàn cũng có thể thay đổi mong muốn của nhà họ Lôi. Tề Đẳng Nhàn cười nói, vậy tôi chỉ có thể mạnh dạn mặt dày ở lại nhà họ Lôi 3 ngày, giúp nhà họ Lôi giải quyết cảnh khó khăn trước mắt. Lôi Thiên Tứ vội vã nói, 3 ngày là quá ít, chí ít cũng phải 3 tháng mới được. Tề Đẳng Nhàn nói, ông Lôi, tôi cũng có việc riêng phải làm, hơn nữa, 3 ngày là đủ rồi. Lần trước người tài cao kia đến, không phải cũng chỉ ở lại 3 ngày thôi à? Ngô đại sư, ông thấy thế nào? Lôi Thiên Tứ hỏi. Tất nhiên rồi, Ngô Quốc Hoa gật đầu nói. Trở về nhà, Lôi Thiên Tứ sai người hầu chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn tiếp đãi khách quý, thậm chí còn tự tay đưa phong bao lớn cho Ngô Quốc Hoa và Tôn Thanh Huyền, phong bao đỏ rất chắc chắn và đựng đầy gạo vàng. Tề Đẳng Nhàn cứ theo cách như vậy có được tình bạn với nhà họ Lôi, hơn nữa còn là tình bạn vững như sắt đá. Lại còn cùng là người của thiên hỏa, đúng là tiên nhân chỉ đường. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được cười nói. Từ Ngạo Tuyết thì tức muốn chết, bản thân rõ là đến đây để trộm tháp, kết quả cô ta lại để cho Tề Đẳng Nhàn hưởng lợi, khiến hắn hoàn toàn trở thành người nâng đỡ của nhà họ Lôi. Tề Đẳng Nhàn nhìn Từ Ngạo Tuyết nói, cô vẫn chơi xấu như trước đây nhỉ. Tôi đối xử với cô tốt như vậy, kết quả thì sao, cô lại muốn cắt nguồn sống của tôi. Chẹp, cũng may là tôi có một người mà không ai có thể đụng tới. Nếu không phải vừa hay tôi tình cờ gặp được nhà họ Lôi, e rằng sẽ khiến cô gặp phải rắc rối đó. Từ Ngạo Tuyết cười nhẹ, nói, không phải tôi đang nắm lấy số phận của chính mình trong tay thôi sao. Anh nói xem đúng hay không. Tề Đẳng Nhàn cười lạnh nói, chẳng phải sợ cô đang cố giấu mấy thủ đoạn xấu gì đó chuẩn bị làm sau lưng tôi à? Từ Ngạo Tuyết cười tươi như hoa lộ ra 2 núm đồng tiền, nói, sao tôi có thể có thủ đoạn xấu xa gì sau lưng anh được? Anh là người đàn ông của tôi mà.
Tề Đẳng Nhàn khinh thường cười một tiếng, Từ Ngạo Tuyết này, giờ đúng là thiếu thanh cao so với ngày xưa, làm cho hắn cảm thấy tình thú của mình giảm xuống gấp đôi. Hắn vẫn thích nhìn vẻ mặt thanh cao ngạo mạn của Từ Ngạo Tuyết, rõ ràng sảng khoái muốn chết, nhưng hết lần đến lần khác hắn lại phải nghiến răng nghiến lợi. Mọi người ăn cơm xong ở nhà họ Lôi, đang chuẩn bị xin phép rời đi. Tề tiên sinh, cậu nhất định phải ở lại nhà họ Lôi mấy ngày chứ? Lôi Thiên Tứ thấy Tề Đẳng Nhàn cũng muốn đi, lập tức gọi hắn lại. Ông không cần phải nóng vội như vậy, hôm nào tôi trả tới đây đi dạo một vòng, cũng đâu có khác nhau là bao. Tôn tiên sinh, ông hãy ở lại chỗ này để khám bệnh cho hai vị thiếu gia nhà họ Lôi đi. Tề Đẳng Nhàn quay đầu cười với Lôi Thiên Tứ, sau đó lại phân phó Tôn Thanh Huyền một chút. Được rồi, Lôi Thiên Tứ nghe hắn nói như vậy, cũng chỉ đành yên lặng gật đầu. Từ Ngạo Tuyết đã nhanh chân rời đi, để tránh bị tên đàn ông nhỏ nhen đó trả thù cô ta, thoáng cái cô ta đã lên xe, sau đó khởi động xe chuẩn bị rời đi ngay. Nhưng từ trong gương chiếu hậu cô ta đã thấy Tề Đẳng Nhàn đang chạy tới đây, không nói lời nào, cô ta lập tức nổ máy, buông tay phanh, đạp chân ga, lưu loát thực hiện mọi động tác. Nhưng đúng lúc này, Tề Đẳng Nhàn đột nhiên tăng tốc, hai chân đạp trên mặt đất, cột sống bắt đầu khởi động, thân hình như rồng, trong chớp mắt đã đuổi đến. Cảnh tượng này, làm tất cả mọi người đứng phía sau đều trợn tròn hai mắt há miệng. Lôi Thiên Tứ nói, chẳng trách Ngô Đại Sư lại nói cậu ta có thể so với đạo gia chân nhân thời cổ đại, thì ra, công phu này thật sự đã đạt đến cảnh giới cao như vậy, quả là không tầm thường. Từ Ngạo Tuyết thấy Tề Đẳng Nhàn đuổi theo, vô cùng kích động, vội vàng nhả ga một chút, sau đó lại dẫm mạnh xuống. Nhưng chỉ trong nháy mắt, thân ảnh của Tề Đẳng Nhàn đã vọt tới cạnh xe, sau đó hắn đưa tay treo qua cửa sổ, cơ thể hắn nhanh nhẹn, chớp mắt đã chui vào trong. Mặt Từ Ngạo Tuyết trắng bệch, lái xe chạy cũng không thể thoát khỏi hắn sao. Bất cẩn quá, không có cách, không phải chứ, lại quên không có đóng cửa sổ. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói, tôi còn chưa lên xe, sao cô lại sốt ruột như vậy? Đều là người yêu cũ với nhau cả, không phải nên chờ tôi sao? Sắc mặt Từ Ngạo Tuyết âm trầm, nói, người yêu cũ gì chứ, tôi không nhận. Ngoài ra, xin vui lòng ra khỏi xe, anh không được đi theo tôi. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, nói, hôm nay cô cõng tôi đến trộm tháp nhưng lại rút củi đáy nồi, chuyện này chúng ta phải từ từ tính sổ. Lô thuốc của cô, tôi không đưa, hơn nữa, tôi còn phải bán cho Wahid. Wahid, chính là quân phiệt đã trở mặt với Từ Ngạo Tuyết, con trai ông ta dám đùa giỡn tình cảm với Từ Ngạo Tuyết, kết quả lại bị một đám nhị thế tổ giết chết, trên người có hơn 10 phát súng. Hắn ta bị đạn bắn đến mức chỉ còn đống thịt nát ở đầu đường. Quan trọng là, lực lượng của quân phiệt này không nhỏ, sau lưng còn có kim chủ nâng đỡ, dưới trướng còn có rất nhiều thuộc hạ và vũ khí. Nếu Tề Đẳng Nhàn thật sự bán thuốc cho Wahid, vậy thì Từ Ngạo Tuyết đúng là đang ngồi trên đống lửa, những thế lực quân phiệt có quan hệ tốt với cô ta, hơn phân nửa đã không còn giao hữu nữa. Tên họ Tề kia, rốt cuộc anh muốn gì? Từ Ngạo Tuyết trừng mắt, tức giận nói. Tôi muốn hỏi cô một câu, nếu cô trả lời tốt, tôi sẽ tha thứ cho cô. Tề Đẳng Nhàn lại nói. Từ Ngạo Tuyết tức muốn chết, hận không thể đạp chân ga đưa xe xuống vách núi, hai người cùng đồng quy vô tận. Nhưng cô ta vẫn cắn răng, nói, được, anh cứ hỏi. Tề Đẳng Nhàn nói, tài nguyên thiên nhiên lớn nhất ở Nam Dương là gì? Cao su, Từ Ngạo Tuyết nhíu mày. Không ngờ Tề Đẳng Nhàn lại hỏi một câu hỏi đơn giản như vậy. Thứ màu trắng cắt ra trong cây cao su là cái gì, hình như rất đáng giá. Tề Đẳng Nhàn hỏi. Nhựa cao su, Từ Ngạo Tuyết nói ngay, hỏi vấn đề thiểu năng gì vậy, con mẹ nó anh có bệnh đúng chứ? Đang nói, Từ Ngạo Tuyết đột nhiên ngây ngẩn cả người, hiểu ra gì đó. Sau đó, cô ta quay đầu lại nhìn chằm chằm Tề Đẳng Nhàn, nói. Dù anh có muốn thì cũng đừng nghĩ tới, bà đây chắc chắn sẽ làm thịt anh. Tề Đẳng Nhàn nói, vậy tôi sẽ bán toàn bộ thuốc cho Wahid. Lúc đó cô đến cầu xin tôi cũng vô dụng. Cả người Từ Ngạo Tuyết run rẩy, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ, giận dữ gào thét, a, nếu đã đến đây rồi thì ai cũng đừng hòng sống. Cô ta đạp mạnh chân ga, mặc kệ vô lăng, lao thẳng tới vách núi. Tề Đẳng Nhàn lại bất động như núi. Sắc mặt lạnh lùng ôm hai tay.
Trong khoảnh khắc sắp lao tới bên vách núi, Từ Ngạo Tuyết cắn chặt răng kéo phanh tay lên, đánh mạnh tay lái, trượt bánh sau một đường liền bẻ cua. Cuối cùng cô ta vẫn không đủ dũng khí cùng đồng quy vu tận với tên khốn kiếp Tề Đẳng Nhàn này. Hơn nữa, cho dù cô ta thật sự lao ra vách núi, kiểu gì khi tới trước vách núi, Tề Đẳng Nhàn cũng có cách để nhảy xuống xe, sau đó, chính cô ta đang tự tìm chết một cách vô ích. Không nên nghi ngờ kỹ năng lái xe của Từ Ngạo Tuyết, dù sao cô ta cũng là một đại tiểu thư lớn lên ở đế đô, từ nhỏ tới lớn đã quen mò xe sang mà chơi. Kỹ thuật lái xe rất tốt. Khó trách ban nãy tôi mới nói cô đã có thể nghĩ đến ngay tôi muốn cô làm gì. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười với Từ Ngạo Tuyết, trong ánh mắt kia ánh lên hàm ý không tốt. Từ Ngạo Tuyết hít sâu hai lần, nói Tề Đẳng Nhàn, anh cứ việc gây chuyện làm nhục tôi đi, những chuyện này nhất định tôi sẽ ghi chép lại hết, đến lúc đó xem anh chết như thế nào. Tề Đẳng Nhàn nói, đừng ghi chép lại. Từ Ngạo Tuyết cười lạnh nói, sợ rồi. Tề Chờ Nhàn nói, tôi sợ cô bị bắt vì tội truyền bá tài liệu tục tĩu. Chấm chấm chấm. Từ Ngạo Tuyết đột nhiên dừng xe lại, tuyệt vọng kêu to hai tiếng. Ngay sau đó, cô ta cúi đầu xuống, hung hăng đập vào vô lăng ba cái, đụng phải còi vang lên ba tiếng. Nếu như có người quen của Từ Ngạo Tuyết ở đây, nhìn thấy cô ta yếu thế như vậy, không chừng sẽ sợ tới mức tròng mắt đều rơi xuống đất. Tao nhã và kiêu ngạo. Đó là những gì luôn dính chặt với vị kiều nữ đế đô này, nhưng ngay giây phút này, cô ta lại giống như một bà điên đập đầu vào vô lăng. Tề Đẳng Nhàn trợn trắng mắt, nói, đừng làm loạn nữa. Bà đây thật sự phải xui tận tám kiếp mới có thể gặp được loại người như anh. Từ Ngạo Tuyết vừa tức giận nói vừa đưa tay xoa xoa cái trán đỏ bừng của mình. Tề Đẳng Nhàn nói, cô tự đập vỡ đầu mình cũng không quan trọng, nhưng nếu làm hỏng xe thì thật đáng tiếc. Từ Ngạo Tuyết không ngừng hít sâu, sợ mình bị cái loại người này làm cho tức chết. Tề Đẳng Nhàn, có phải anh bị bệnh không? Nhất định phải gây khó dễ với tôi mới chịu được phải không? Từ Ngạo Tuyết nhíu mày, giọng điệu mang theo vẻ tuyệt vọng. Đúng vậy, Tề Đẳng Nhàn sửng sốt, sau đó nghiêm túc gật đầu. Từ Ngạo Tuyết thiếu chút nữa là tức muốn chết, tự mình hỏi câu này, thế mà đối phương không chút khách khí mà trả lời lại đúng vậy. Hôm nay Từ Ngạo Tuyết trộm tháp không được, ngược lại bị Tề Đẳng Nhàn nắm được thóp, để tránh hắn thật sự mặt dày vô sỉ đến mức bán thuốc cho oa hít, cô ta chỉ có thể nhịn cơn tức cùng hắn lấy nhựa cao su. Sau khi Tề Đẳng Nhàn xong việc, còn bình thản nói một câu, không bằng quan quan. Từ Ngạo Tuyết cảm thấy bản thân thật sự phải nhanh chóng trở về Nam Dương, tuyệt đối không thể gặp loại người này thêm lần nào nữa, nếu không, thật sự cô ta sẽ bị tức chết mất. Được rồi, chuyện cô trộm tháp của tôi sẽ tha thứ cho cô. Tề Đẳng Nhàn nói. Từ Ngạo Tuyết xị mặt không muốn nói chuyện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tề Đẳng Nhàn nói, có điều, tôi tha thứ cho cô, nhưng tôi không thể đưa thuốc cho cô được. Từ Ngạo Tuyết giận dữ nói, tên họ Tề kia, ý anh là sao? Anh thích sống chó phải không? Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói, cô muốn trộm tháp của tôi, chuyện này tôi cũng tha thứ rồi, nhưng hợp tác trước đó coi như bị hủy. Nếu cô vẫn muốn tiếp tục hợp tác thì cũng giống như ngày đó, dựa vào bản lĩnh của cô mà lấy, có thể lấy mấy phần, đều tùy thuộc vào cô cả. Từ Ngạo Tuyết thầm nghĩ trong lòng rằng ham muốn trả thù của Tề Đẳng Nhàn thực sự vô cùng mạnh mẽ, hay nói cách khác là lòng dạ của hắn còn hẹp hòi hơn so với hạng người tiểu nhân. Nói tới nói lui mãi. Cho dù hai người bọn họ có trí chóe với nhau đến mức nào thì Tề Đẳng Nhàn vẫn quyết định rằng hắn sẽ chuyển toàn bộ số dược phẩm mà bên phía Hoàng Văn Lãng đã cung cấp sang cho Từ Ngạo Tuyết. Dù sao thì một khi địa vị của Từ Ngạo Tuyết ở Nam Dương càng cao hơn thì cô ta sẽ nhận được sự ủng hộ càng mạnh mẽ hơn từ phía nhà họ Triệu, đến lúc đó thì hiệu quả sát thương tạo thành khi cô ta đâm sau lưng nhà họ Triệu cũng sẽ càng lớn hơn nữa. Có điều... Nếu như nói nhà họ Triệu hoàn toàn không có một chút cảm giác phòng bị nào đối với Từ Ngạo Tuyết thì đó cũng chỉ là một lời nói hoàn toàn vô nghĩa. Có thể nói Từ Ngạo Tuyết hiện tại không khác là bao so với một nghệ nhân diễn xiếc đang bước đi trên dây thừng, chỉ cần cô ta sơ ý một chút là sẽ sẩy chân rồi ngã xuống vực sâu, rơi vào kết cục thảm thương tan xương nát thịt. Vào lúc nửa đêm, Từ Ngạo Tuyết nhận được một cuộc điện thoại từ ai đó. Sau khi cuộc nói chuyện thông qua điện thoại chấm dứt,
Từ Ngạo Tuyết quay sang nhìn Tề Đẳng Nhàn đang ngồi trên ghế sofa rồi mỉm cười và bảo hắn, chúc mừng anh, bây giờ có thể nói là anh đã bị kẻ địch bao vây bốn phía rồi. Tề Đẳng Nhàn hỏi lại, không phải là tôi đã sớm bị kẻ địch bao vây bốn phía từ lâu rồi hay sao? Mạng lưới điện thoại của cô chỉ có chất lượng tương đương như ở vùng nông thôn thôi à? Từ Ngạo Tuyết lắc đầu một cái rồi nói tiếp, ý của tôi là thế này, người của gia tộc Rothschild đã tự mình tìm đến tận đế đô rồi, bọn họ thậm chí còn đề cập đến chuyện anh đánh chết Jimmy the Rothschild với các đại lão ở đế đô để tiến hành can thiệp trực tiếp vào sự việc lần này. Tin tức đó khiến Tề Đẳng Nhàn không thể không ngẩn người ra trong một chốc lát, sau đó hắn hơi híp mắt lại. Nếu như tôi đoán không nhầm thì chẳng bao lâu sau anh cũng sẽ bị liệt vào vị trí chính giữa của danh sách các phần tử khủng bố thôi. Từ Ngạo Tuyết nói như có điều suy nghĩ, trông khuôn mặt cô ta có vẻ khá là hả hê. Phần tử khủng bố sao? Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà nhe hàm răng ra, sau đó hắn lại bật cười ha ha. Người của gia tộc Rothschild chạy đến tận nước Hoa để chủ động can thiệp trực tiếp vào sự việc lần này. Chỉ sợ là chắc hẳn người của nhà họ Triệu cũng đang nhúng tay vào thúc đẩy một phần nào đó ấy nhỉ? Từ Ngạo Tuyết đáp lại, ồ, anh đoán đúng rồi đấy. Nhà họ Triệu đã phải chịu đựng quá nhiều thiệt thòi trong tay hai bố con anh, cũng vì vậy nên bọn họ mới phải sử dụng thủ đoạn như vậy để đối phó với anh. Sau này anh cũng sắp sửa bị liệt vào trong danh sách các phần tử khủng bố, vậy thì chẳng phải là mấy triệu km vuông ở nước Hoa này đều không thể nào trở thành chỗ nương thân cho anh được nữa hay sao? Tất cả những quốc gia văn minh trên thế giới đều sẽ biến thành kẻ thù của anh. Cho dù anh có muốn chuyển đến nước Mỹ để làm người dân tị nạn chính trị thì cũng sẽ không có bất cứ tác dụng nào hết. Tuy rằng gia tộc Rothschild đã không còn là một gia tộc tài phiệt thuộc hàng đứng đầu trên thế giới nữa, nhưng dù sao bọn họ cũng đã trở thành một gia tộc lớn từ rất lâu về trước, thậm chí bọn họ cũng đã từng chứng kiến sự ra đời của nước Mỹ xưa kia, vì vậy nên không một ai có thể khinh thường bọn họ. Cái đầu của Jimmy the Rothschild đã vỡ tung ra chỉ sau một cú đấm của Tề Đẳng Nhàn, vì vậy nên cho dù không muốn đến mức nào thì Tề Đẳng Nhàn cũng chỉ có thể cõng theo cái nồi này mà sống thôi. Nhưng nếu như gia tộc Rothschild và nước Hoa hoàn tất quá trình trao đổi và hợp tác với nhau, đồng thời cả hai bên đều có chung một nhận định rằng hành vi mà Tề Đẳng Nhàn đã gây ra tương đương với hành vi khủng bố, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, hắn sẽ sớm trở thành một con chuột chạy qua đường đích thực mà thôi. Từ Ngạo Tuyết nhìn Tề Đẳng Nhàn rồi nói bằng giọng hết sức lạnh lùng, anh vẫn còn cười được hay sao? Một khi bị liệt vào trong danh sách phần tử khủng bố thì cho dù có là ông trùm đứng đầu Tuyết Quốc cũng khó có thể tỏ thái độ ủng hộ anh công khai như trước kia được, bây giờ thì kẻ địch mà anh phải đối mặt sẽ là cả thế giới văn minh đấy có biết không? Tề Đẳng Nhàn hỏi lại, chẳng lẽ cô đang lo lắng cho tôi sao? Cô sốt ruột như vậy làm cái gì chứ? Từ Ngạo Tuyết đáp lời hắn, buồn cười thật. Tôi đây mà lại đi lo lắng cho anh sao? Tôi còn đang ước gì ngày mai anh bị đánh bom chết luôn ở đầu đường thì tốt quá, sau này tôi sẽ quật mộ anh rồi moi xác anh lên, học theo Ngũ Tử Tư thời xưa dùng roi đánh thi thể anh nát tươm như cám. Tề Đẳng Nhàn thở dài rồi nói bằng giọng vô cùng ấm ức, nhưng mà tôi cũng làm gì còn cách nào khác nữa cơ chứ? Người ta đang dùng quyền lực to lớn để chèn ép tôi kia kìa, chẳng lẽ tôi còn không phải là một con côn trùng nhỏ bé đáng thương sao? Ai, xem ra số phận đã định sẵn rằng tôi sẽ phải trở thành một con chuột chạy qua đường và bị người ta đuổi giết rồi. Thấy Tề Đẳng Nhàn có vẻ như đang thực sự sa sút về mặt tinh thần, Từ Ngạo Tuyết không nhịn được mà khẽ nhíu mày một cái. Lối thoát duy nhất của anh vào lúc này chính là ra mặt để gặp gỡ và đàm phán với người của gia tộc Rothschild, đừng có đợi cho đến khi mọi chuyện đã được định đoạt xong xuôi nữa, đến lúc đó thì anh không thể thay đổi được quyết định mà bọn họ đã đưa ra nữa đâu. Từ Ngạo Tuyết nói với Tề Đẳng Nhàn bằng giọng điệu vô cùng nghiêm nghị. Tuyết ơi Tuyết à, cô đúng là đối xử với tôi tốt thật đấy, bây giờ cô lại còn bày mưu tính kế thay tôi nữa cơ. Tề Đẳng Nhàn nói với vẻ hết sức cảm động. Từ Ngạo Tuyết nghiến răng nghiến lợi mà đáp lại, có cái dám ấy, tôi chỉ lo là trong tương lai tôi không còn có thể báo thù anh được nữa mà thôi. Huống hồ bây giờ tôi cũng cần có anh giúp tôi củng cố lại địa vị ở Nam Dương cho thật vững chắc nữa chứ. Tề Đẳng Nhàn đã bước tới rồi bế Từ Ngạo Tuyết lên, hắn nói tiếp, ai đối xử tốt với tôi, trong lòng tôi đều hiểu rất rõ. Từ Ngạo Tuyết nói với vẻ mặt căm tức, anh có buông tôi ra không thì bảo. Cái tên chết tiệt nhà anh, ai mà thèm đối xử tốt với cái loại người như anh cơ chứ?
Tề Đẳng Nhàn nói bằng giọng cực kỳ nghiêm túc, rõ ràng là cô đang rất lo lắng cho tôi chứ còn gì nữa. Ờ phải đấy, tôi đang rất lo lắng cho anh, tôi lo là anh sẽ tồn tại quá lâu trên cái cuộc đời này. Từ Ngạo Tuyết nở một nụ cười lạnh lẽo rồi đáp lại. Cho dù cô có tiếp tục nói dối thêm nữa thì cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Tề Đẳng Nhàn lại nói tiếp. Từ Ngạo Tuyết nhíu mày thật chặt, cô ta không nhịn được mà âm thầm cảm thấy có chút khủng hoảng trong lòng. Loại khủng hoảng ấy, không giống như kiểu là vì có chuyện gì xảy ra đã khiến cho cô ta phải hãi hùng kinh sợ. Mà là bởi vì sau khi nghe xong cuộc điện thoại đó, không ngờ cô ta thế mà lại thực sự có chút bận tâm về việc Tề Đẳng Nhàn sắp sửa bị liệt vào danh sách mang tên phần tử khủng bố. Từ Ngạo Tuyết vẫn luôn luôn ước gì Tề Đẳng Nhàn không được chết tử tế, nếu như là trước đây thì nhất định mong muốn đó của cô ta sẽ không hề lay chuyển một chút nào mà vẫn luôn vững chãi không thay đổi. Nhưng bây giờ cô ta lại cảm nhận được rằng có một chút xíu lo lắng bé nhỏ dành cho Tề Đẳng Nhàn đang xuất hiện trong lòng mình ư. Chính cảm giác ấy khiến cho cô ta cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Lẽ ra Từ Ngạo Tuyết không nên có cảm giác như vậy, lẽ ra cô ta chỉ nên cảm thấy căm hận Tề Đẳng Nhàn mới đúng. Cô không cần lo lắng cho tôi làm gì cả, lại càng không nên phân tâm vì chuyện của tôi, cô cứ hoàn thành cho tốt những chuyện của riêng cô là được rồi. Sau khi Jimmy bị tôi đánh chết, tôi cũng đã tính toán xem bản thân nên giải quyết sự việc lần này như thế nào. Tề Đẳng Nhàn cười cười rồi nói. Giải quyết như thế nào cơ chứ? Anh chỉ còn một biện pháp duy nhất là đưa ra điều kiện có lợi nào đó đủ để khiến gia tộc Rothschild động lòng thôi, chỉ có như thế thì anh mới có thể thoát được. Hơn nữa người mà anh đánh chết còn là người được bọn họ chọn ra làm người thừa kế của chi nhánh sản nghiệp mà gia tộc bọn họ xây dựng nên ở nước Mỹ. Có thể nói hắn ta là một tên quyền cao chức trọng. Vốn dĩ danh tiếng của bọn họ ở nước Mỹ đã không được tốt đẹp cho lắm rồi, vậy mà bây giờ anh lại còn đánh chết một người thừa kế quan trọng như vậy đối với bọn họ, vậy là danh tiếng của bọn họ lại càng xuống thấp hơn nữa. Cho dù anh có tìm đến chỗ bọn họ và nói rằng anh muốn trao đổi về chuyện đàm phán hợp tác, kể cả khi anh có đưa ra một lợi ích cực kỳ to lớn, thì cũng chưa chắc bọn họ sẽ vui lòng chấp nhận và bỏ qua cho anh. Từ Ngạo Tuyết nhìn Tề Đẳng Nhàn rồi nở một nụ cười lạnh lẽo và nói với vẻ mặt hết sức khinh thường. Tề Đẳng Nhàn lại đáp, đêm vẫn còn dài, chúng ta không nên nói về chủ đề này nữa thì hơn. Từ Ngạo Tuyết nói, anh cút mẹ đi, bà đây không muốn có một chút xíu quan hệ dính dáng nào với phần tử khủng bố đâu đấy. Một chút xíu thì có lẽ là hơi ít đấy, trước đây chúng ta cũng đã tạo nên mối quan hệ trị giá ít nhất vài trăm triệu rồi cơ mà. Trong lúc nói chuyện thì Tề Đẳng Nhàn đã vác Từ Ngạo Tuyết lên vai, mà hiển nhiên là việc cô ta khoa tay múa chân để phản kháng lại việc này hoàn toàn không có một chút hiệu quả nào đối với Tề Đẳng Nhàn cả. Dường như Từ Ngạo Tuyết cũng đã học được một đạo lý là nếu đã không thể phản kháng được thì đành phải miễn cưỡng hưởng thụ thôi. Sáng hôm sau, khi vừa mới mở mắt trong tình trạng tương đối mệt mỏi, Từ Ngạo Tuyết đã thấy Tề Đẳng Nhàn đang đứng ở ngoài ban công và quay mặt về phía mặt trời mọc để luyện tập quyền pháp. Alo, Tiểu Long đấy à? Bỗng nhiên nhạc chuông điện thoại di động của Tề Đẳng Nhàn reo lên, hắn cầm nó lên nghe máy, ấn nút chấp nhận cuộc gọi rồi vừa cười vừa lên tiếng chào hỏi. Từ Ngạo Tuyết chỉ cần nghe qua cách xưng hô là cũng đủ hiểu người nào đang gọi điện thoại đến cho Tề Đẳng Nhàn, khuôn mặt của cô ta không thể không biến sắc, sau đó cô ta chỉ im lặng nằm đó mà không nói một lời nào. Ngọc Tiểu Long từng là người bạn tốt nhất của Từ Ngạo Tuyết. Nhưng bây giờ thì hai người bọn họ cứ như người dưng nước lã vậy. Thậm chí cô ta còn có thể tưởng tượng ra được rằng Ngọc Tiểu Long đã cảm thấy khinh bỉ và coi thường cô ta đến mức nào khi biết rằng cô ta đã đầu hàng và gia nhập vào thế lực của nhà họ Triệu. Tin tức của cô chậm trễ hơn một chút so với tin tức của người khác rồi. Từ đêm hôm qua tôi đã biết chuyện rồi nhé. Gia tộc Rothschild tìm đến tận Đế Đô để chuẩn bị trao đổi về hành vi lặn lội cả ngàn km sang nước Mỹ giết người của tôi. Bọn họ muốn xếp hành vi đó vào hạng mục hành vi khủng bố chứ gì? Tề Đẳng Nhàn vừa cười tủm tỉm vừa nói. Ngọc Tiểu Long hỏi lại với giọng ngạc nhiên, tin tức của anh linh thông tới mức đó sao? Là ai đã nói cho anh vậy? Chính tôi còn phải mất rất nhiều thời gian mới có thể nhận được tin tức này cơ mà. Trong lúc bọn họ nói chuyện thì Tề Đẳng Nhàn đã lặng lẽ bước đến trước mặt Từ Ngạo Tuyết từ lúc nào không biết, cô ta vừa nghe được những lời ấy thì ngay lập tức ngồi bật dậy. Quay mặt sang nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, liên tục nháy mắt.
hiển nhiên là Từ Ngạo Tuyết không muốn để cho Ngọc Tiểu Long biết về mối liên hệ cũng có thể coi là tương đối sâu đậm giữa bản thân và Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn cũng nhìn lại Từ Ngạo Tuyết bằng ánh mắt mang chút ý cười. Từ Ngạo Tuyết nghiến răng nghiến lợi, trên khuôn mặt cô ta hiện ra vẻ cầu xin. Tề Đẳng Nhàn bèn duỗi tay ra rồi đặt lên đỉnh đầu cô ta mà ấn xuống, sau một khoảnh khắc sững sờ ngắn ngủi, Từ Ngạo Tuyết lập tức hiểu ra ngay là cái tên đàn ông khốn kiếp cặn bã này lại đang muốn giở trò uy hiếp cô ta thêm một lần nữa. Cô ta hít sâu một hơi, sau đó cuối cùng vẫn ngồi xổm xuống. Sau khi đợi Tề Đẳng Nhàn nói chuyện xong và cúp điện thoại, Từ Ngạo Tuyết bật người dậy muốn chơi trò qua cầu rút ván. Vậy nhưng không lẽ cô ta có thể lay chuyển được bàn tay tràn đầy sức lực đang ấn đầu mình của Tề Đẳng Nhàn hay sao? Lúc trước Từ Ngạo Tuyết và Ngọc Tiểu Long từng được xưng tụng là hai cô gái xinh đẹp bậc nhất của đế đô, bản thân cô ta cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Đương nhiên là Từ Ngạo Tuyết không muốn để cho Ngọc Tiểu Long biết rằng đến tận bây giờ mà cô ta vẫn còn đang ở cùng một chỗ với Tề Đẳng Nhàn, thậm chí có những khoảng thời gian mà cô ta cần phải tạm thời tỏ ra nhân nhượng trước mặt Tề Đẳng Nhàn vì lợi ích toàn cục. Sau khi buổi sáng ngày hôm ấy trôi qua, Từ Ngạo Tuyết đã không còn cảm thấy khủng hoảng nữa rồi. Bởi vì hiện tại thì cô ta chỉ cảm thấy bản thân căm hận Tề Đẳng Nhàn đến chết cũng không nguôi ngoai. Có điều, nếu như cảm giác này cũng chỉ là tạm thời thì sao? Đợi đến khi cảm giác nhục nhã này trôi qua mất thì sao, tâm trạng lúc đó của cô ta sẽ là như thế nào? Tôi quả thực đã xem thường cô rồi, không ngờ ngay cả Ngọc Tiểu Long đang ở đế đô mà còn không thể sánh bằng một người đã xa cơ thất thế như cô, Từ Tổng đúng là lợi hại thật đấy. Tề Đẳng Nhàn đánh giá Từ Ngạo Tuyết bằng ánh mắt đầy tán thưởng rồi mỉm cười và nói. Tề Đẳng Nhàn, tôi cảnh cáo anh, nếu như anh còn dám bắt nạt tôi thế này nữa thì cứ coi chừng, rồi sẽ có một ngày tôi quay sang đâm sau lưng anh cho mà xem. Từ Ngạo Tuyết vừa thở hổn hển vừa đáp lại. Tề Đẳng Nhàn lại nói, thế này không phải là tôi bắt nạt cô, mà là tôi đang bày tỏ tình yêu thương đối với cô đấy chứ. Cũng vì tôi thích cô nên tôi mới muốn có cô cho bằng được. Kể cả khi tôi có phải sử dụng loại thủ đoạn thấp hèn nào đi chăng nữa. Từ Ngạo Tuyết không còn lời nào để nói với cái loại người như thế này nữa rồi, cô ta thầm nghĩ trong lòng rằng lẽ ra mình nên phải tay bảo hắn cút đi ngay bây giờ còn bản thân thì sẽ nhanh chóng quay trở lại Nam Dương mới đúng. Có điều, đúng vào lúc đó thì cánh cửa phòng lại bị gõ vang. Tề Đẳng Nhàn quay lại ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa, hắn tiếp tục biến bản thân thành dáng vẻ thừa cân mập mạp. Cứ như thể hắn chỉ là một vị khách bình thường đến đây để gặp mặt Từ Ngạo Tuyết thôi vậy. Từ Ngạo Tuyết bước ra mở cửa, người đang đứng ở ngoài đó là một người phụ nữ còn rất trẻ tuổi. Cô là ai vậy? Sau khi nhìn thấy người phụ nữ này, Từ Ngạo Tuyết không nhịn được mà nhíu mày một cái, bởi vì cô ta không nhận ra đó là ai. Cô chính là Từ Ngạo Tuyết đúng không nhỉ? Người phụ nữ đó nhìn Từ Ngạo Tuyết một lượt rồi hỏi cô ta bằng giọng điệu vô cùng ngạo mạn. Người phụ nữ này có vẻ bề ngoài không tệ, gu thời trang cũng khá là xuất sắc, chỉ cần nhìn vào khí chất thì cũng đủ để biết rằng cô ta là một vị tiểu thư khuê các rồi. Từ Ngạo Tuyết nghe thấy giọng điệu của cô ta thì nhất thời cảm thấy không lọt lỗ tai, khó chịu cực kỳ, bèn nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lẽo rồi hỏi lại cô đến đây với mục đích gì. Nếu như cô cảm thấy bản thân quá rảnh rỗi thì cũng đừng có mà quấy rầy tôi, bên trong phòng tôi vẫn còn đang có khách đấy. Tôi là Lôi Tuyết Kiều. Tôi nghĩ là cô cũng có thể đoán được rằng tôi là ai. Người phụ nữ đó nói bằng giọng hết sức lạnh nhạt. Lôi Tuyết Kiều, hình như cô ta là con gái của Lôi Chấn Kỳ thì phải. Sau khi nghe xong những lời ấy thì Từ Ngạo Tuyết nghĩ thầm như vậy, nhưng cô ta không nói ra thành lời. Hiện giờ Từ Ngạo Tuyết đang cảm thấy rất khó chịu, nếu là cô ta của trước kia, cho dù cô ta có đi đến nơi nào thì cũng làm gì có ai dám nói chuyện với cô ta bằng cái giọng điệu hung hăng và vênh váo như vậy chứ. Nhưng bây giờ đã không còn giống trước kia nữa rồi, cô ta đã xa cơ thất thế, cho dù cô ta có thể vùng dậy thêm một lần nữa nhưng đó cũng mới chỉ là vùng dậy ở Nam Dương mà thôi, cô ta vẫn còn là cái gai trong mắt những gia tộc lớn ở vùng bản địa nước Hoa như nơi này vậy. Vào đúng cái khoảnh khắc mà Từ Ngạo Tuyết đang định hỏi Lôi Tuyết Kiều xem cô ta đến đây để làm gì thì đã thấy người phụ nữ này bỗng nhiên giơ tay lên thật cao, rồi bốc một cái, Lôi Tuyết Kiều tát thật mạnh vào bên má Từ Ngạo Tuyết. Anh Thành của tôi có ý định tiến hành một vài giao dịch hợp tác làm ăn với cô ở Nam Dương, vậy mà cô lại dám từ chối lời mời của anh ấy sao? Cô muốn chết phải không?
Lôi Tuyết Kiều nói bằng giọng hết sức lạnh lùng. Một nửa khuôn mặt của Từ Ngạo Tuyết bị cái tát vang dội này của Lôi Tuyết Kiều làm cho tê dại, cả người cô ta ngẩn ra, dường như cô ta không hiểu đang có chuyện gì. Tề Đẳng Nhàn thì lại đứng phát dậy từ trên ghế sofa rồi ngay lập tức bước thật nhanh đến chỗ bọn họ. Ban nãy khoảng cách giữa Tề Đẳng Nhàn và Từ Ngạo Tuyết là quá xa, hơn nữa cái tát của Lôi Tuyết Kiều lại được tung ra một cách quá mức đột ngột, cũng vì vậy mà cho dù Tề Đẳng Nhàn có kịp cảnh giác với hành động của Lôi Tuyết Kiều thì hắn cũng không kịp đỡ cái tát kia cho Từ Ngạo Tuyết. Lôi Tuyết Kiều nhìn về phía Từ Ngạo Tuyết rồi nở một nụ cười lạnh lùng, sau đó cô ta lại nói tiếp, cô vẫn còn nghĩ là bản thân đã thực sự gây dựng được một chút thành tựu đáng kể ở Nam Dương sao. Chẳng qua cô cũng chỉ dựa vào cách ôm đùi người ta, trở thành một con chó ngoan ngoãn nghe lời mà thôi, cô có tư cách gì mà tỏ vẻ thanh cao như vậy chứ? Anh Thành chủ động liên lạc với cô để bàn về vấn đề hợp tác làm ăn, đó là vì anh ấy để lại một chút mặt mũi cho cô, cũng là vì anh ấy muốn cho cô một cơ hội. Vậy mà cô lại dám từ chối anh ấy sao? Ngày hôm nay tôi tìm đến đây là để nói cho cô biết, nếu như cô không chịu đứng ra nói lời xin lỗi với anh Thành cho đàng hoàng, sau đó lại nhường sản nghiệp mà cô đang sở hữu ở Nam Dương lại cho anh ấy, thì tôi sẽ khiến cô phải ở lại thành phố Hương Sơn này mãi mãi. Từ Ngạo Tuyết ngẩng đầu lên, cô ta không nói một lời nào, chỉ giơ cánh tay phải lên rồi giáng xuống thật mạnh, trả lại cho Lôi Tuyết Kiều một cái tát. Bốp! Một tiếng động vang dội như sét đánh vang lên. Cả người Lôi Tuyết Kiều phải lảo đảo lùi về phía sau, cuối cùng cô ta thậm chí không còn đứng vững được nữa mà buộc phải đặt mông xuống ngã ngồi trên mặt đất. Sau đó cô ta ngẩng đầu lên nhìn Từ Ngạo Tuyết với khuôn mặt vô cùng kinh ngạc, cô ta không dám tin vào mắt mình nữa, không ngờ người phụ nữ này lại dám ra tay đánh cô ta. Không ngờ Từ Ngạo Tuyết lại dám ra tay đánh cô ta ở thành phố Hương Sơn này. Cô nghĩ bản thân là thứ gì cao quý lắm hay sao vậy? Cô dám cho tôi một cái bạt tai, rồi lại còn dám đứng trước mặt tôi mà khoa tay múa chân như vậy nữa cơ à? Vương Kiếm Thành là cái thá gì cơ chứ? Chỉ vì anh ta muốn tiến hành hợp tác làm ăn với tôi mà tôi nhất định phải đồng ý với đề nghị của anh ta sao? Từ Ngạo Tuyết đáp trả bằng giọng điệu vô cùng lạnh lẽo. Đương nhiên là Từ Ngạo Tuyết biết rằng chắc chắn đối phương có đủ năng lực để khiến cho cô ta bị mắc kẹt ở thành phố Hương Sơn này mãi mãi. Vậy nhưng cô ta không thể ép bản thân phải cúi đầu trước bất cứ kẻ nào khác ngoài Tề Đẳng Nhàn nữa. Tề Đẳng Nhàn nở một nụ cười, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng Từ Ngạo Tuyết sẽ tỏ ra sợ hãi chứ, hắn không ngờ là cô ta lại đáp trả Lôi Tuyết Kiều bằng một cái tát mạnh mẽ như vậy, một người phụ nữ như Từ Ngạo Tuyết mới là người đáng để cho hắn thưởng thức và tìm cách chinh phục. Hắn thích nhất là đùa giỡn với Từ Ngạo Tuyết để kích thích tinh thần không chịu khuất phục của cô ta. Nếu như cô ta không giàu sức sống như thế này thì Tề Đẳng Nhàn cũng không nảy sinh hứng thú với cô ta làm gì. Tề Đẳng Nhàn lại hỏi, sao vậy, Vương Kiếm Thành liên lạc với cô để đề nghị chuyện hợp tác làm ăn giữa hai bên à? Từ Ngạo Tuyết cười lạnh rồi trả lời, Vương Kiếm Thành thấy tôi đã gây dựng được một chút căn cơ ở Nam Dương, vậy nên anh ta mới muốn nhúng tay vào, hơn nữa có vẻ như anh ta đã hứa hẹn rằng sẽ cho nhà họ Triệu một vài lợi ích nào đó. Bên phía nhà họ Triệu đã tỏ ý rằng bọn họ muốn tôi bán đứt một hầm mỏ mà tôi vừa mới bắt đầu khai thác được cho Vương Kiếm Thành, nhưng tôi không đồng ý, tôi đã từ chối bọn họ rồi. Sau khi nghe xong những lời này, Tề Đẳng Nhàn không thể không ngẩn người vì ngạc nhiên. Nhà họ Vương, nói dễ nghe thì là bọn họ đang đứng ở phe trung lập, nhưng thực ra bọn họ lại không khác gì cỏ mọc đầu tường cả. Vương Kiếm Thành một mặt thì theo đuổi tán tỉnh Ngọc Tiểu Long. Một mặt thì lại lén lút liên lạc và đề nghị hợp tác với nhà họ Triệu, anh ta muốn bọn họ giúp nhà họ Vương tham gia vào thị trường của Nam Dương, cũng là muốn được chia một phần lợi ích, thực sự là tính toán rất kỹ càng. Có điều về phía Ngọc Tiểu Long thì hơn phân nửa là Vương Kiếm Thành sẽ không đạt được mục đích mà anh ta mong muốn. Người phụ nữ này có chính kiến quá mạnh mẽ, cho dù cả nhà họ Ngọc từ trên xuống dưới đều đồng loạt gây áp lực cho Ngọc Tiểu Long thì cô cũng sẽ không coi bọn họ ra gì đâu. Bởi vì thực lực mạnh mẽ tuyệt đối của cô vẫn còn đang ở đó, cô chắc chắn sẽ tự quyết định vận mệnh của bản thân mình. Từ Ngạo Tuyết cũng đã từng là một người có khao khát được tự quyết định vận mệnh của bản thân mình, chỉ có điều cô ta đã thất bại thảm hại trong cuộc đại chiến với tập đoàn Hướng Thị, cũng vì vậy nên cô ta phải chắp tay giao lại vận mệnh của bản thân vào trong lòng bàn tay người khác. Mệnh lệnh của nhà họ Triệu mà cô cũng dám từ chối cơ à? Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà nhẹ giọng hỏi.
chỉ cần ăn nói khéo léo một chút là được thôi, tôi đã lợi dụng tình hình ở Nam Dương hiện tại để qua mặt và đánh lừa bọn họ. Hơn nữa tôi cũng đã đem lại nhiều lợi ích cho bọn họ như vậy ở Nam Dương, bọn họ cũng cần có tôi còn gì, chút chuyện còn con đó không đáng để bọn họ trở mặt với tôi đâu. Từ Ngạo Tuyết đáp bằng giọng cực kỳ thản nhiên. Tề Đẳng Nhàn gật đầu, xem ra từ khi tới Nam Dương thì quả thực Từ Ngạo Tuyết đã trải qua một chuyến hành trình tương đối thuận lợi, nếu như là cô ta của trước kia thì khác, nhà họ Triệu hạ mệnh lệnh muốn cô ta làm cái gì thì cô ta buộc phải làm cái đó theo ý bọn họ. Nhưng bây giờ thì Từ Ngạo Tuyết đã có thể cãi lại một vài mệnh lệnh đến từ nhà họ Triệu rồi. Lôi Tuyết Kiều đang ngồi dưới đất cuối cùng cũng đã tỉnh táo lại, cô ta vừa nghiến răng nghiến lợi vừa mắng chửi, Từ Ngạo Tuyết, cô chỉ là một con gà rừng đã xa cơ thất thế thôi, vậy mà cô cũng dám ra tay với tôi sao? Từ Ngạo Tuyết chỉ đáp lại bằng giọng điệu vô cùng thản nhiên, cô nói sai rồi, cô mới là gà rừng, còn tôi thì là Phượng Hoàng mới đúng. Lôi Tuyết Kiều giận dữ đến nỗi không thể nào chịu đựng được nữa, khuôn mặt của cô ta đỏ lừ đến tận mang tai, cô ta bò dậy từ dưới đất rồi chuẩn bị tiếp tục xông vào đánh Từ Ngạo Tuyết. Vậy nhưng ngay lúc đó thì một người đàn ông lại xuất hiện, anh ta đưa tay đè vai Lôi Tuyết Kiều lại rồi nói với cô ta, em cần gì phải tự mình ra tay như vậy chứ? Tuyết Kiều! Anh Thành, Lôi Tuyết Kiều nhanh chóng quay đầu lại. Khi nhìn thấy người kia là Vương Kiếm Thành thì không nhịn được mà gọi tên anh ta với giọng điệu cực kỳ ấm ức. Tề Đẳng Nhàn nhe răng ra cười rồi nói đây không phải là Vương Tổng nghèo kiết xác hay sao? Lần trước anh đã ba hoa khoác lác trước mặt Ngọc Tướng Quân rằng anh nhất định sẽ giành được Vân Đỉnh Thiên Cung về tay mình, kết quả là anh lại không đào đâu ra tiền để trả, anh có thấy mất mặt hay không vậy? Sau khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, khuôn mặt của Dương Kiếm Thành không khỏi sầm xuống, anh ta nói, thì ra là Lý Tổng. Một tên ngu ngốc nhưng lại được cái nhiều tiền đây mà. Một chức quan ở thời Tam Quốc, tên Trương là một tình tiết trong hồi 2 của tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa kể về việc Trương Phi trừng phạt tham quan Ô Lại. Vương Tổng nghèo kiết xác sao? Việc Tề Đẳng Nhàn gọi Vương Kiếm Thành bằng một biệt danh như vậy khiến cho Từ Ngạo Tuyết vô cùng ngạc nhiên, sau đó cô ta lại cảm thấy có chút buồn cười. Trước đây khi Vương Tạ Đường vẫn còn sống thì nhà họ Vương chính là một trong những gia tộc lớn và giàu có nhất ở Đế Đô. Thậm chí bọn họ còn được gọi với biệt danh là Vương Tam Tỉnh cơ mà. Vậy mà Tề Đẳng Nhàn lại có thể đặt cho người của nhà họ Vương một biệt danh là nghèo kiết xác sao? Vương Kiếm Thành thì vẫn còn vô cùng căm hận Tề Đẳng Nhàn vì hắn đã cướp mất Vân Đỉnh Thiên Cung mà anh ta đã tự nhủ là nhất định phải có được từ trong tay anh ta. Thậm chí anh ta còn từng ba hoa khoác lác trước mặt Ngọc Tiểu Long, nói cái gì mà muốn lấy Vân Đỉnh Thiên Cung ra làm xính lễ để hỏi cưới cô nữa chứ? Kết quả là anh ta lại bị tát thẳng vào mặt một cái thật mạnh. Lôi Tuyết Kiều quay sang nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn rồi cười nhạt một tiếng đầy vẻ khinh thường, cô ta nói, nghèo kiết xác sao? Nhà họ Vương có thể dùng tiền của bọn họ để đập chết một tên ngoại lai bụi đời nhỏ bé như anh đấy. Tề Đẳng Nhàn bèn đáp lại, được thôi, nếu như nhà họ Vương thực sự muốn lấy tiền ra để đập tôi như vậy thì tôi xin phép nằm trên mặt đất mà chịu đựng nhé, tôi sẽ không di chuyển một chút nào đâu. Mà không phải là Vương Tổng vẫn còn đang theo đuổi Ngọc Tiểu Long tướng quân sao? Thế nào, vì không thể khiến cho cô ấy gật đầu đồng ý nên anh đã chuyển mục tiêu sang tán tỉnh tiểu thư nhà họ Lôi à? Tôi không ngờ anh lại coi tiểu thư nhà họ Lôi như lốp xe dự phòng cho bản thân đấy, như vậy thì không được tốt đẹp cho lắm đâu. Sau khi Tề Đẳng Nhàn nói ra những lời này, Lôi Tuyết Kiều không kiềm chế nổi cơn giận dữ nữa, khuôn mặt của cô ta đỏ bừng lên. Cô ta nói, anh vừa mới thốt ra những lời chó má chết tiệt gì đó hả, anh mới là cái loại lốp xe dự phòng thì có. Vương Kiếm Thành cũng chỉ nhẹ nhàng vỗ vào vai Lôi Tuyết Kiều vài cái rồi nói với cô ta bằng giọng điệu hết sức thản nhiên, Tuyết Kiều à, em không cần phải nói nhiều với cái loại người như vậy làm gì cho tốn công tốn sức, hắn ta cũng chỉ là một tên quê mùa ngoại lai đến từ Nam Dương thôi ấy mà. Vương Kiếm Thành, anh tính toán cũng hay họ quá nhỉ. Vì không thể đạt được những gì mà anh mong muốn ở chỗ tôi nên anh quyết định bảo một người phụ nữ đến đây gây sự với tôi à? Anh muốn mượn tay nhà họ Lôi để bọn họ xử lý tôi thay anh sao? Từ Ngạo Tuyết hỏi bằng giọng lạnh lùng. Từ Ngạo Tuyết à, cô đã không còn là tiểu thư cao quý lá ngọc cành vàng ở Đế Đô như ngày xưa nữa rồi, tôi khuyên cô không nên cố tỏ vẻ thanh cao trước mặt tôi làm gì nữa. Vương Kiếm Thành cũng đáp trả bằng giọng điệu hết sức lạnh lẽo. Tề Đẳng Nhàn quay sang nhìn Từ Ngạo Tuyết rồi nói với cô ta, Từ Tổng à, cô cũng là một người rất có cá tính còn gì,
tự dưng vô duyên vô cớ mà cô lại bị người ta tát cho một cái đau như vậy, không phải là cô nên ra tay xử lý cái tên đầu sỏ đã gây ra mọi chuyện trước sao? Ánh mắt của Từ Ngạo Tuyết cũng trở nên cực kỳ lạnh lẽo, cô ta đáp lại, anh nghĩ tôi là cái loại người sẽ tự nghiến nát răng của bản thân rồi nuốt toàn bộ xuống bụng để nín nhịn hay sao? Ngoại trừ Tề Đằng Nhàn, không một ai có thể khiến cho Từ Ngạo Tuyết phải chịu thiệt nhiều như vậy mà vẫn còn được sống thoải mái. Cũng chỉ có một mình Tề Đằng Nhàn mới có thể áp chế được dáng vẻ kiêu ngạo của Từ Ngạo Tuyết mà thôi. Sau khi nghe xong những lời mà Từ Ngạo Tuyết vừa mới nói, Vương Kiếm Thành nở một nụ cười đầy khinh thường rồi nói, ban nãy cô đã tát vào mặt Tuyết Kiều một lần, tôi vẫn còn chưa tính toán rõ ràng chuyện này với cô đâu, hay là cô cứ suy nghĩ cho thật kỹ càng xem bản thân nên làm những gì để được phép rời khỏi thành phố Hương Sơn đi. Lôi Tuyết Kiều nói tiếp, không sai, tôi sẽ kể lại chuyện này cho bố tôi biết, bố tôi thương yêu tôi nhất cơ mà. Ban nãy cô dám động tay với tôi. Cho dù cô có không bị lột một lớp da thì cô cũng đừng hòng nghĩ tới chuyện có thể rời khỏi thành phố Hương Sơn. Địa vị của nhà họ Lôi ở thành phố Hương Sơn, đó là vấn đề mà không một ai có thể nghi ngờ được. Bỗng dưng Tề Đằng Nhàn bước lên một bước rồi bóp lấy cổ Vương Kiếm Thành, sau đó hắn cười lạnh và nói, cái tên khốn kiếp này, anh dám biến bản thân thành hạng bám váy đàn bà để xui khiến một người phụ nữ tới đây cho cô ta giúp anh đối phó với Từ Tổng à? Chuyện đầu tiên cần phải được tính toán rõ ràng là chuyện này mới đúng chứ. Ông đây ghét nhất là cái loại bám váy đàn bà đấy nhé. Lôi Tuyết Kiều không nhịn được mà giận dữ nói, anh mau buông anh Thành ra cho tôi. Cẩn thận tôi xử lý cả nhà anh luôn bây giờ đấy. Vương Kiếm Thành cũng ngẩn cả người ra, từ bé đến giờ anh ta luôn được sống trong hoàn cảnh an nhàn và sung sướng. Hơn nữa ở bên cạnh anh ta vẫn còn một người khác là Lôi Tuyết Kiều. Cho dù như thế nào đi chăng nữa thì anh ta cũng không thể ngờ được rằng lại có người ra tay trực tiếp với anh ta mà không biết suy xét đến tình hình như những gì mà người khác thường làm. Nhà họ Vương thì như thế nào? Thì có làm sao hả? Dĩ nhiên là chúng ta phải tính toán cho thật rõ ràng chuyện của ngày hôm nay mới được. Trong đôi mắt của Từ Ngạo Tuyết tràn đầy khí lạnh, cho dù nhà họ Triệu có đến đây để chất vấn tôi thì ngày hôm nay tôi cũng phải xả cơn tức này ra ngoài trước đã. Nếu không thì các người sẽ thực sự cho rằng một khi Từ Ngạo Tuyết tôi đây đã xa cơ thất thế thì bất kỳ ai cũng có thể tìm đến rồi đạp cho tôi một cước, có phải không? Dĩ nhiên là Từ Ngạo Tuyết là một người rất có cá tính rồi, dù sao thì cô ta cũng thuộc kiểu phụ nữ mạnh mẽ độc lập có thể cầm giày trên tay mà quật vào mặt người khác, tự dưng vô duyên vô cớ lại bị tát cho một cái đau điếng như vậy, phải để yên cho tên đầu sỏ gây ra chuyện này ấy à, cơn tức này cô ta không thể nào nuốt trôi được. Lôi Tuyết Kiều xông lên chuẩn bị lao vào đấm đá Tề Đằng Nhàn, sau đó cô ta lại bị Từ Ngạo Tuyết đẩy ra thật mạnh rồi quát to một tiếng, cô cút ngay cho tôi. Làm sao mà Lôi Tuyết Kiều có thể là đối thủ của Từ Ngạo Tuyết được cơ chứ? Lôi Tuyết Kiều bị Từ Ngạo Tuyết đẩy mạnh đến mức lảo đảo một cái, không đứng vững được, cả người đập vào vách tường kêu phịch một tiếng, phần ót cũng phải tiếp xúc trực tiếp với mặt tường, cô ta cảm thấy đau đớn đến nỗi bật khóc ngay lập tức. Vương Kiếm Thành nói bằng giọng điệu vừa kinh ngạc lại vừa sợ hãi, con mẹ nó, cái thằng quê mùa ngoại lai này nữa, mày dám ra tay với tao cơ à? Mày có biết bản thân đang làm cái gì không vậy? Tề Đằng Nhàn lười không muốn nói chuyện với Vương Kiếm Thành, hắn chỉ lôi sình sạch anh ta vào trong thang máy, Từ Ngạo Tuyết cũng nhanh chóng đi theo bọn họ. Cô hãy bảo người của khách sạn mang một sợi dây thừng đến đây đi. Tề Đằng Nhàn quay sang phía Từ Ngạo Tuyết rồi mỉm cười và nói. Từ Ngạo Tuyết gật đầu, sau đó cô ta ngay lập tức đi tìm nhân viên quản lý để yêu cầu bọn họ cung cấp cho mình một sợi dây thừng. Trong những ánh mắt vừa kinh ngạc lại vừa sợ hãi của tất cả mọi người đang có mặt ở đại sảnh, Tề Đằng Nhàn áp giải Vương Kiếm Thành ra khỏi khách sạn. Vương Kiếm Thành vẫn còn đang cố giãy giụa, anh ta nghiến răng nghiến lợi mà nói, Từ Ngạo Tuyết, bây giờ cô hối hận thì vẫn còn kịp đấy, cô mau ngoan ngoãn chắp tay đưa thứ mà tôi muốn có cho tôi đi. Sau đó thì cúi đầu xin lỗi tôi có thể bỏ qua cho cô chuyện lần này. Từ Ngạo Tuyết chỉ đáp lại Vương Kiếm Thành bằng khuôn mặt đầy khinh bỉ. Ngay sau khi nhận được sợi dây thừng mà mình đã yêu cầu, Tề Đằng Nhàn lập tức trói gô Vương Kiếm Thành lại rồi cầm lấy một đầu khác của sợi dây và ném vòng qua một cành cây của cây đại thụ nằm trước cửa khách sạn. Kế đó hắn cố định sợi dây thật chặt rồi tiếp tục giữ lấy đầu dây bên này mà dùng sức kéo mạnh. Vương Kiếm Thành hét lên một tiếng chói tai. Có vẻ anh ta đang vô cùng giận dữ, bởi vì nhờ có sợi dây thừng đó mà cả người anh ta đã bị treo ngược lên trên cành cây rồi. Tề Đằng Nhàn nhìn Vương Kiếm Thành một lượt từ trên xuống dưới,
không nhịn được mà nở một nụ cười đầy thỏa mãn trên môi, so với thủ pháp trói tù nhân từ cái hồi mà hắn vẫn còn là cảnh ngục của nhà tù U Đô thì có hơi sơ sài một chút, nhưng trói như thế này thì vẫn coi như không tệ, trông vẫn tương đối đẹp mắt còn gì. Vương Kiếm Thành chưa bao giờ được tới nhà tù U Đô, vậy mà anh ta đã được hưởng đãi ngộ giống như tất cả các tù nhân đang bị giam giữ trong nhà tù U Đô rồi. Trương Dực Đức nổi giận đánh Đốc Bưu. Từ Ngạo Tuyết đóng vai Trương Phi, còn Vương Kiếm Thành đóng vai tên Đốc Bưu. Tập 1, bây giờ sẽ bắt đầu quay. Action. Tề Đằng Nhàn giơ tay bẻ một cành liễu từ cây liễu ở gần đó xuống rồi đặt nó vào trong lòng bàn tay của Từ Ngạo Tuyết. Sau khi nhận lấy cành liễu, Từ Ngạo Tuyết cũng không nhiều lời mà chỉ quay mặt sang phía Vương Kiếm Thành rồi nói với anh ta, tất cả những chuyện này vốn là do anh gây ra, cũng vì vậy nên tôi không xử lý Lôi Tuyết Kiều mà chỉ xử lý mỗi một mình anh thôi. Hoặc là anh phải chi trả 1 tỷ coi như là tiền bồi thường tổn thất về mặt tinh thần cho tôi, hoặc là anh ngoan ngoãn ở đó cho tôi đánh một trận, cái này thì tùy anh tự mình chọn lựa nhé. Nghe xong những lời mà Từ Ngạo Tuyết vừa mới nói, Tề Đằng Nhàn không nhịn được mà cảm thấy vui sướng. Người phụ nữ này không hổ là người yêu cũ của mình mà, không ngờ tự dưng cô ta lại có thể vô thức học được bản lĩnh bòn rút ví của những người khác từ phía mình. Vương Kiếm Thành nói bằng giọng điệu vô cùng giận dữ, con mẹ nó, cô điên rồi phải không? Chỉ tát có một cái thôi mà cũng đòi bồi thường tận 1 tỷ à? Từ Ngạo Tuyết đáp lại, nếu như tôi muốn anh bồi thường tổn thất về mặt thể xác thì tôi có thể đi đến bệnh viện khám để tiến hành quá trình giám định thương tích. Vậy nhưng tổn thất về mặt tinh thần thì làm gì có hạn mức cao nhất, mà cũng không có cạc màu để giám định ra được cả. Vì thế nên tôi chỉ đòi của anh có 1 tỷ là tôi đã khoan dung và tốt bụng lắm rồi. Sau khi nói xong những lời này bằng giọng điệu hết sức lạnh lùng, Từ Ngạo Tuyết bèn giơ cành liễu lên rồi quất một phát thật mạnh vào người Vương Kiếm Thành. A! À, Vương Kiếm Thành không nhịn được mà kêu lên một tiếng vô cùng thảm thiết. Từ Ngạo Tuyết đang cảm thấy rất tức giận trong lòng. Vì thế nên chuỗi động tác của cô ta căn bản không hề dừng lại, cành liễu cứ thế được vung lên rồi lại hạ xuống, quất vào cơ thể của Vương Kiếm Thành, tạo ra từng tiếng chát chát, đánh cho Vương Kiếm Thành liên tục kêu lên thảm thiết. Tề Đằng Nhàn đứng ở một bên chứng kiến cảnh tượng đó cũng không nhịn được mà thầm nghĩ trong lòng rằng hình như Từ Ngạo Tuyết có hơi tàn nhẫn quá đấy nhỉ, thế này thì cô ta phải tích tụ bao nhiêu oán khí rồi không biết, chẳng lẽ cô ta đang dồn toàn bộ oán khí đó lại để trút giận lên người Vương Kiếm Thành sao? Vốn dĩ trước đây Từ Ngạo Tuyết là người có xuất thân từ Đế Đô, địa vị của chính cô ta cũng không hề kém cạnh gì so với Vương Kiếm Thành hiện tại, vậy mà sau khi cô ta đánh mất toàn bộ tài sản rồi xa cơ thất thế thì cái đám gà bay chó sủa này đều tìm đến muốn đạp cho cô ta một cước, cô ta đã nín nhịn trong lòng từ lâu lắm rồi mà vẫn chưa có cơ hội để xả ra. Sau khi bị Từ Ngạo Tuyết từ chối thì Vương Kiếm Thành vẫn chưa từ bỏ ý định, thậm chí anh ta còn muốn mượn tay nhà họ Lôi để dạy dỗ lại Từ Ngạo Tuyết nữa chứ. Lần này thì dựa vào cái gì mà cô ta phải kiềm chế cơn giận dữ của bản thân nữa đây? Hơn nữa, cái tên sát thần liều mạng có tên Tề Đằng Nhàn cũng đang ở bên cạnh cô ta, Từ Ngạo Tuyết căn bản không cảm thấy sợ hãi một chút nào. Tại sao cô ta lại nghĩ là nếu như có Tề Đằng Nhàn làm chỗ dựa thì mình cũng không cần phải sợ hãi nhỉ? Từ Ngạo Tuyết cảm thấy ý nghĩ này có chút kỳ quái thì phải. Nhưng cô ta cũng không suy nghĩ gì nhiều mà nhanh chóng dồn hết tất cả sự chú ý của bản thân vào việc đánh Vương Kiếm Thành. Tiếng kêu thảm thiết của Vương Kiếm Thành, còn có tiếng chát chát không ngừng vang lên khi cành liễu đánh vào da thịt nữa, tất cả thu hút một đám đông vây quanh bọn họ để hóng hớt. Sau khi nhận được tin tức, người phụ trách quản lý khách sạn Thiên Địa ngay lập tức chạy ra ngoài. Anh ta nhận ra người đang bị đánh chính là Vương Kiếm Thành, nhanh chóng cảm thấy sợ hãi đến mức da đầu tê dại. Lại nhận ra rằng người đang đánh Vương Kiếm Thành là một người phụ nữ, anh ta tập trung nhìn, ồ, Từ Ngạo Tuyết tiểu thư. Từ tiểu thư, khách sạn Thiên Địa của chúng tôi có quy định cả rồi ạ. Người phụ trách bước tới chỗ bọn họ rồi mở lời, có vẻ như đang muốn khuyên can Từ Ngạo Tuyết. Từ Ngạo Tuyết giơ tay chỉnh lại mái tóc đã rối tung, sau đó đáp lại bằng giọng hết sức lạnh lùng, vậy thì anh hãy đi mà hỏi Ngọc Tiểu Long xem. Để xem cô ấy có muốn giải quyết chuyện lần này hay không. Cô ta nghiến răng một cái rồi lại giơ tay lên và tiếp tục dùng cành liễu đánh vào người Vương Kiếm Thành. Quần áo của Vương Kiếm Thành đã rách tả tơi cả rồi, bản thân anh ta cũng da chóc thịt bong, trên mặt chỉ toàn là vết máu. Vương Kiếm Thành đường đường là thiếu gia của nhà họ Vương, anh ta đã bao giờ bị đối xử như vậy đâu chứ. Khóe miệng của người phụ trách mím chặt lại thành một đường thẳng tắp.
Anh ta thực sự không dám về phe bất cứ ai trong chuyện này, một bên là thiếu gia của nhà họ Vương ở đế đô, một bên là hòn ngọc quý trong tay nhà họ Từ, hơn nữa Từ Ngạo Tuyết lại còn có quan hệ rất tốt với Ngọc Tiểu Long nữa chứ. Vương Kiếm Thành khổ sở hít mấy hơi thật sâu, anh ta nghiến răng nghiến lợi mà nói, Từ Ngạo Tuyết, cô làm như thế này là vi phạm pháp luật, nhất định nhà họ Vương chúng tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Cô ấy không vi phạm pháp luật mà, có tôi làm chứng ở đây. Tề Đẳng Nhàn nói bằng giọng hết sức chân thành. Tề Đẳng Nhàn quay đầu lại nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn với ánh mắt giận dữ, cái tên khốn kiếp cặn bã này, đúng là không biết giữ mồm giữ miệng gì hết. Nếu như cô ta có đủ năng lực thì cô ta nhất định sẽ treo ngược Tề Đẳng Nhàn lên rồi đánh cho hắn một trận thật đau. Từ Ngạo Tuyết nở nụ cười lạnh như băng rồi nói, tôi đã cho anh một cơ hội rồi đấy nhé, tôi bảo anh hãy bồi thường tiền tổn thất về mặt tinh thần cho tôi, vậy mà chính bản thân anh không muốn của đi thay người, thế thì cũng đừng trách tôi tàn nhẫn. Nhà họ Vương muốn tìm đến chỗ tôi gây sự phải không, vậy thì hoan nghênh các người đến Nam Dương mà tìm tôi. Tiện thể tôi cũng muốn kiểm tra xem sức chiến đấu của đám người quân phiệt mà tôi có quen biết lớn đến mức nào. Từ Ngạo Tuyết của hiện tại đã không còn giống như lúc trước nữa, nếu như trước đây gặp phải những chuyện như thế này thì cô ta sẽ lưỡng lự nhìn trước ngó sau, nhưng hiện tại thì toàn bộ căn cơ của cô ta đều được xây dựng ở Nam Dương, cho dù nhà họ Vương ở đế đô có lợi hại gấp trăm lần đi chăng nữa thì cô ta cũng sẽ không để bọn họ vào trong mắt. Tề Đẳng Nhàn quay sang nhìn người phụ trách quản lý khách sạn. Sau đó nói, ê, anh dịch sang bên cạnh một chút đi, anh đang chắn tầm nhìn xem phim của tôi rồi đấy. Người phụ trách không nhịn được mà sửng sốt, trên đầu anh ta có bao nhiêu vạch đen, con mẹ nó, cái tên béo ú này là ai vậy không biết, đã náo nhiệt đến mức này rồi mà hắn vẫn còn không chê chuyện lớn à. Từ Ngạo Tuyết đánh đến khi hơn 20 cành liễu đã gãy hết, cô ta mệt đến mức thở hồng hộc. Không biết Tề Đẳng Nhàn lấy ở đâu ra một chai nước khoáng. Hắn vặn nắp chai rồi đưa nó cho cô ta, sau đó nói, vất vả cho cô rồi, cô nghỉ ngơi một chút đi rồi lại tiếp tục đánh. Từ Ngạo Tuyết không nhịn được mà lườm Tề Đẳng Nhàn một cái với vẻ cực kỳ giận dữ, nhưng cuối cùng cô ta vẫn nhận lấy chai nước khoáng uống vài ngụm, sau đó Tề Đẳng Nhàn lại đưa cho cô ta một cái khăn tay đã được dấp ướt, thật đúng là chuẩn bị chu đáo quá mà. Từ Ngạo Tuyết giở khóc giở cười, cô ta hỏi, con mẹ nó, chẳng lẽ anh là Doraemon hay sao vậy? Tề Đẳng Nhàn vừa cười vừa trả lời, thì tôi sợ cô mệt mỏi thôi ấy mà. Vương Kiếm Thành nở một nụ cười đầy khinh miệt rồi xen vào, phì, cái thứ nịnh hót bợ đỡ đàn bà. Tề Đẳng Nhàn chỉ cười cười, xem ra Từ Ngạo Tuyết ra tay vẫn còn nhẹ lắm. Từ Ngạo Tuyết trợn trắng mắt, cầm cành liễu đứng tại chỗ mà vừa thở hồng hộc vừa nghỉ ngơi một lát. Cuối cùng Tề Đẳng Nhàn cũng hiểu được tại sao mỗi khi hắn treo ngược đám người dạ ma và tham lang lên rồi đánh bọn họ ở trong nhà tù U Đô thì lại có nhiều người vây xung quanh hóng hớt như vậy rồi, thậm chí còn có người đưa nước và lau mồ hôi cho hắn, thì ra đứng xem người khác làm ra những hành động thế này lại là một chuyện thoải mái như vậy. Có điều sự thoải mái không kéo dài được bao lâu, bởi vì tiếng chuông điện thoại di động của Tề Đẳng Nhàn đã reo lên rồi. Người gọi tới là Hoàng Văn Lãng. Tề đại sư, tôi nghe nói là cậu cùng với Từ tiểu thư đang treo ngược Vương Kiếm Thành đến từ nhà họ Vương ở đế đô lên trước cửa khách sạn Thiên Địa để đánh cho cậu ta một trận phải không? Hoàng Văn Lãng hỏi. Cái tên họ Vương đó đúng là đồ không biết điều, anh ta muốn mượn tay nhà họ Lôi để đối phó với Từ Ngạo Tuyết. Tề Đẳng Nhàn đáp lại lời ông. Hoàng Văn Lãng lại nói, chuyện này đã được báo cáo lên phía sở cảnh sát rồi, có điều vì một bên là người của nhà họ Vương. Một bên lại là Từ tiểu thư nên phía sở cảnh sát vẫn chưa dẫn người qua đó để xử lý. Các cậu làm như vậy thì ảnh hưởng tạo ra sẽ rất lớn đấy, nên biết chừng mực, một vừa hai phải thôi thì hơn. Đám người Hoắc Đa cũng đâu phải là đồ ngu, lai lịch của hai phe đang xảy ra xung đột với nhau đều không phải là nhỏ, hơn nữa sự tình thành ra huyên náo ầm ĩ như vậy, còn lâu ông ta mới đứng ra giải quyết. Nếu như bây giờ ông ta đứng ra thì chính bản thân ông ta sẽ trở thành người khó xử, đắc tội bên phe nào cũng đều không được, vì thế nên ông ta dứt khoát nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện. Hơn nữa, nhà họ Lôi có địa vị rất đặc thù ở thành phố Hương Sơn, cho dù là tôi thì cũng không thể dễ dàng trêu chọc vào bọn họ nữa. Nếu như Từ tiểu thư đã ra tay với người của nhà họ Lôi thì tốt hơn hết là cô ấy nên thu xếp rời khỏi thành phố Hương Sơn này càng nhanh càng tốt.
nếu như mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn nữa thì đến cả tôi cũng không can thiệp vào được đâu. Giọng điệu của Hoàng Văn Lãng nghe có vẻ rất nghiêm trọng, ông ta vừa mới đặt chân đến thành phố Hương Sơn, căn cơ vẫn còn chưa được vững, dĩ nhiên là ông ta không dám cứng đối cứng với những nhân vật có địa vị cao ở nơi này như nhà họ Lôi rồi. Gốc rễ của nhà họ Lôi ở thành phố Hương Sơn cực kỳ sâu, địa vị của bọn họ cũng là rất cao, mỗi một thị trưởng của thành phố này đều phải cố gắng giữ mối quan hệ tốt với bọn họ, không ai nghĩ đến chuyện đứng ở phe đối nghịch với nhà họ Lôi. Tề Đẳng Nhàn bèn đáp lại, thị trưởng Hoàng à, ông không cần lo lắng về chuyện bên phía nhà họ Lôi đâu, tôi tự giải quyết được, nhà họ Lôi sẽ không trở mặt với tôi chỉ vì một vài chuyện nhỏ như thế này. Lần này tôi cũng đã có dự định sẵn trong lòng rồi, chỉ cần để cho Từ Ngạo Tuyết xả giận một phen là được, sau đó bọn tôi sẽ thả anh ta ra. Hoàng Văn Lãng ừ một tiếng, sau đó nói, được thôi, trước hết cứ như vậy đi đã. Tề Đẳng Nhàn cúp điện thoại rồi quay sang nhìn Từ Ngạo Tuyết và nói, không có gì đâu, chỉ là có người gọi điện thoại đến để nhắc nhở chúng ta phải biết kiềm chế một chút thôi ấy mà. Vương Kiếm Thành cười gần một tiếng, các người đã đánh tôi thành ra như thế này rồi, còn tưởng là chỉ cần kiềm chế thì sẽ qua chuyện dễ dàng vậy sao? Tề Đẳng Nhàn lại tiếp tục nói, lại đánh thêm 10 phút nữa, sau đó chúng ta rút lui là vừa đẹp. Nụ cười trên mặt Vương Kiếm Thành cứng ngắc lại như gỗ. Từ Ngạo Tuyết gật đầu rồi lại tiếp tục cầm cành liễu đánh Vương Kiếm Thành, khiến cho anh ta không ngừng đung đưa và xoay tròn trong không trung, miệng cũng không ngừng kêu rên thảm thiết. Có mỗi 1 tỷ mà cũng không lấy ra được, vậy mà cũng được gọi là Vương Tam Tỉnh, tôi thấy anh ta là một tên nghèo kiết xác thì có. Tề Đẳng Nhàn nói bằng giọng điệu khó chịu. Nếu như Từ Ngạo Tuyết thực sự có thể lấy được số tiền đó từ Vương Kiếm Thành thì ít nhiều gì Tề Đẳng Nhàn cũng sẽ được chia cho một ít mà phải không? Nhưng hắn không ngờ là cái tên Vương Kiếm Thành này lại keo kiệt như vậy đấy, đã đến mức này rồi mà anh ta vẫn nhất quyết không chịu trả tiền. Cuối cùng Từ Ngạo Tuyết cũng mệt đến mức không thể nhấc nổi tay mình lên nữa, cô ta nói, thôi được rồi, tôi không đánh nổi nữa đâu, cơn tức trong lòng tôi cũng đã được xả hết rồi. Vương Kiếm Thành vẫn đang bị treo ngược trên không trung trong tình trạng hấp hối. Anh nên nhớ cho kỹ một điều, cho dù Từ Ngạo Tuyết tôi đây đã xa cơ thất thế và rơi vào cảnh nghèo túng thì tôi cũng không phải là người mà cái loại như các anh có thể tùy ý bắt nạt được đâu. Huống chi, tôi của hiện tại một khi đã hành động thì không biết nương tay là cái gì hết. Từ Ngạo Tuyết nở nụ cười lạnh lẽo rồi nói với Vương Kiếm Thành như vậy. Tề Đẳng Nhàn lấy điện thoại di động ra, sau đó nói. Để tôi chụp cho anh ta một tấm rồi gửi cho Ngọc Tiểu Long nhé, xem Ngọc Tiểu Long sẽ cảm thấy như thế nào. VKD có vẻ cực kỳ khiếp sợ, mày dám à? Đến cả việc treo ngược anh lên cây để cho Từ Tổng đánh anh mà tôi còn dám, vậy thì tại sao tôi lại không dám chụp cho anh một bức hình nhỉ? Tề Đẳng Nhàn vừa cười hì hì vừa nói, sau đó một tiếng tách vang lên, hắn đã chụp lại Vương Kiếm Thành trong bộ dạng đang bị trói theo kiểu SM trông tương đối nghệ thuật. Vương Kiếm Thành suýt chút nữa thì tức chết, cái tên này đúng là loại cặn bã mà. Nếu như để Ngọc Tiểu Long nhìn thấy tấm ảnh chụp kia thì sau này anh ta cũng không còn mặt mũi nào mà ba hoa khoác lác về bản thân trước mặt Ngọc Tiểu Long nữa rồi. Chúng ta đi thôi, Từ Ngạo Tuyết quay sang nhìn Tề Đẳng Nhàn rồi nói. Tôi đói rồi, chúng ta đi tìm gì đó bỏ bụng đã rồi tính tiếp. Vậy nhưng Vương Kiếm Thành đã trông thấy Lôi Tuyết Kiều và người của nhà họ Lôi đang bước đến sau lưng bọn họ. Anh ta không nhịn được mà nở một nụ cười lạnh lẽo rồi nói, người của nhà họ Lôi đã đến đây rồi, các người đừng hòng kiếm cớ chuồn mất. Lôi Tuyết Kiều bị Từ Ngạo Tuyết tát cho một cái đau điếng, hơn nữa Vương Kiếm Thành lại còn bị hai người bọn họ treo ngược lên rồi đánh cho một trận, dĩ nhiên là cô ta cực kỳ giận dữ rồi, cô ta ngay lập tức quay về nhà họ Lôi tìm kiếm viện binh. Bố ơi, người phụ nữ kia chính là người đã tát cho con một cái đấy, còn có người đàn ông kia nữa. Anh ta cũng uy hiếp con, với lại anh ta còn nói xấu nhà họ Lôi chúng ta kia kìa, ngày hôm nay bố tuyệt đối không thể bỏ qua cho bọn họ được. Lôi Tuyết Kiều vừa chỉ tay vào Từ Ngạo Tuyết và Tề Đẳng Nhàn vừa nói bằng giọng điệu hết sức giận dữ. Bố của Lôi Tuyết Kiều, dĩ nhiên là Lôi Trấn Kỳ rồi. Có điều Lôi Trấn Kỳ lại không hề tỏ ra giận dữ rồi phát tiết cơn giận ấy với Tề Đẳng Nhàn và Từ Ngạo Tuyết như trong tưởng tượng của Lôi Tuyết Kiều. Ngược lại anh ta còn nhìn Vương Kiếm Thành với ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, thậm chí bên trong ánh mắt đó còn có cả sát khí nữa. Vương Kiếm Thành đã được nhân viên công tác của khách sạn Thiên Địa giải cứu,
hai người dìu anh ta mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Một đòn hiểm này của Từ Ngạo Tuyết suýt chút nữa lấy mất nửa cái mạng của anh ta. Bố, bố nhất định phải chút giận cho con với anh Thành. Lôi Tuyết Kiều nói với Lôi Chấn Kỳ, giọng điệu mang theo ý cầu xin. Một ít nhân viên vây xem náo nhiệt sau khi nhìn thấy Lôi Chấn Kỳ, đều hít vào một hơi khí lạnh, Lôi gia cực kỳ khiêm tốn, rất ít khi đi lại bên ngoài. Nhưng lúc này đây, Lôi Tuyết Kiều bị đánh, làm kinh động tới Lôi Chấn Kỳ, có thể tưởng tượng được sẽ gây nên sóng gió động trời như thế nào. Trong lúc nhất thời bọn họ đều cảm thấy hai người Tề Đẳng Nhàn và Từ Ngạo Tuyết này chết chắc rồi, lửa giận của Lôi gia ở Hương Sơn nơi này chẳng ai có thể chịu đựng được. Vương Kiếm Thành cũng nói với Lôi Chấn Kỳ, chú Lôi, xin làm chủ cho bọn cháu. Vẻ mặt Từ Ngạo Tuyết lạnh lùng, cho dù Lôi Chấn Kỳ thật sự căm tức vì cô ta tát Lôi Tuyết Kiều một cái, cũng tuyệt đối sẽ không chĩa mũi về phía cô ta. Bởi vì, cô ta chính là người mời đại sư phong thủy Ngô Quốc Hoa đến cho Lôi gia. Hơn nữa, người đứng bên cạnh cô ta bây giờ còn là Tề Đẳng Nhàn, đối với Lôi gia mà nói chính là không đắc tội nổi quý nhân, dù sao còn phải dựa vào hắn ở trong trạch 2-3 ngày, để đạt tới hiệu quả trấn trạch. Cậu chính là Vương Kiếm Thành của Vương gia ở Đế Đô sao? Lôi Chấn Kỳ nhìn Vương Kiếm Thành, thản nhiên hỏi. Vâng, cháu chính là Vương Kiếm Thành. Vương Kiếm Thành lập tức đồng ý nói, đối với người con trai cả của Lôi Thiên Tứ này, anh ta nhất định phải hành xử tôn kính. Trên mặt Lôi Chấn Kỳ lộ ra một nụ cười lạnh, hỏi, sử dụng con gái tôi như một công cụ, có phải cậu cảm thấy đầu óc của mình dùng rất tốt đúng không? Vương Kiếm Thành sau khi nghe nói như thế, sửng sốt nói, chú Lôi, cháu thật sự không có ý này. Lôi Tuyết Kiều vội vàng nói, bố đừng hiểu lầm, anh Thành thật sự không coi con là công cụ mà. Là con tự nguyện muốn giúp anh ấy, hơn nữa, mụ già họ Từ này rất đáng giận. Lôi Chấn Kỳ lập tức quay đầu phẫn nộ quát, con câm miệng cho bố. Cái đầu heo này, để cho người ta lợi dụng cũng không biết sao. Lôi Tuyết Kiều bị Lôi Chấn Kỳ quát đến sắc mặt tái nhợt, cả người đều choáng váng. Cô ta được nuông chiều từ bé, ở trong Lôi gia rất được sủng ái, ở trong cuộc sống của cô ta, dường như sẽ không có ai quát cô ta như vậy. Vương Kiếm Thành nuốt nước miếng, trầm giọng nói, chú Lôi, cháu không có ý định dùng Tuyết Kiều làm công cụ, điều này, cháu có thể thề với trời. Có phải như vậy hay không, trong lòng cậu không rõ sao? Muốn mượn danh tiếng Lôi gia của chúng tôi để ép Từ tiểu thư cúi đầu trước cậu. Cậu có biết Từ tiểu thư là khách quý của Lôi gia chúng tôi không, là quý nhân của Lôi gia chúng tôi? Lôi Chấn Kỳ mỉa mai chào phúng nói. Chút trò vặt này của Vương Kiếm Thành. Làm sao có thể qua được ánh mắt Lôi Chấn Kỳ? Trong lòng anh ta hiểu rất rõ, không cần nghĩ cũng có thể biết Vương Kiếm Thành đang lợi dụng hảo cảm của Lôi Tuyết Kiều, muốn mượn tay Lôi gia áp bách Từ Ngạo Tuyết đi vào khuôn khổ. Chỉ cần Lôi gia mở miệng, Từ Ngạo Tuyết có lợi hại hơn nữa, cũng phải cho ba phần mặt mũi chứ. Vương Kiếm Thành trầm giọng nói, chú Lôi không nên dùng phán đoán chủ quan của mình để định tội người khác. Vậy cậu cút về Đế Đô của cậu đi, đừng tới Hương Sơn dây dưa với con gái của tôi, nếu không, chân chó của cậu cũng bị cắt đứt đấy. Lôi Chấn Kỳ cười lạnh nói. Vương Kiếm Thành nghe được lời nói không khách khí tới cực điểm này, sắc mặt nhất thời biến đổi, cau mày nói, Lôi Chấn Kỳ, tôi coi anh là trưởng bối, cho nên mới gọi anh một tiếng chú. Anh cũng đừng có quá đáng, thật sự nghĩ Vương gia chúng tôi ăn chạy sao? Lôi Chấn Kỳ lạnh lùng nói. Vương gia mấy người ăn chay hay là ăn phân, đều không liên quan một đồng nào đến tôi. Nhưng nếu mấy người muốn lợi dụng con gái của tôi, vậy tôi đây lập tức giết chết các người. Tôi cho cậu thời gian 24 tiếng rời khỏi Hương Sơn, nếu để tôi nhìn thấy cậu ở Hương Sơn nữa, tôi sẽ chặt hai chân chó của cậu. Mọi người sau khi nghe nói như thế, đều hít vào một hơi khí lạnh. Lôi gia, thật đúng là khí phách. Lôi Chấn Kỳ. Không hổ là con trai của Lôi Thiên Tứ. Quyết đoán, không kém hơn so với Lôi Thiên Tứ năm đó chút nào, Vương gia như quái vật khổng lồ thế, anh ta cũng dám không để vào mắt. Được, anh ép bức, dám nhục nhã Vương gia tôi. Ở Hương Sơn tôi không bằng anh, tôi sẽ rời đi trong vòng 24 tiếng, nhưng mà, anh cũng phải nhớ kỹ lời nói hôm nay. Vương Kiếm Thành nghiến răng nghiến lợi nói. Còn có mấy người, Lý Bán Nhàn và Từ Ngạo Tuyết. Hai người các ngươi nhớ cho kỹ chuyện vừa làm với tôi.
thù này nếu không báo, tôi là do các người sinh ra. Tề Đẳng Nhàn bĩu môi, nói, nếu tôi biết sẽ sinh ra đứa con trai như cậu, không cần nghĩ ngợi gì hết, trực tiếp một phát dán lên tường. Những lời này của Tề Đẳng Nhàn khiến khóe mắt Vương Kiếm Thành hung hăng nhảy dựng. Hắn cũng rất khinh thường Vương gia, điển hình của phái lưng chừng, vừa nói nguyện ý gia nhập trận doanh của Phó Phong Vân, muốn lừa gạt Ngọc Tiểu Long kết hôn, một bên lại mắt đi mày lại với Triệu gia, muốn nhúng tay vào thế cục Nam Dương. Mối thù giữa hắn và Vương Kiếm Thành, xem như chấm hết, dù sao, kết cũng kết rồi, hắn căn bản cũng không quan tâm. Anh em sắp biến thành phần tử khủng bố rồi, còn sợ mấy cái thủ oán thế ra sao? Cùng lắm thì đại khai sát giới thôi. Dưới sự đe dọa của Lôi Chấn Kỳ, Vương Kiếm Thành cũng không bất chấp tìm Từ Ngạo Tuyết gây phiền toái, xám xịt kẹp chặt đuôi rời đi, về phần vứt bỏ mặt mũi tìm về Vương gia như thế nào, vậy thì phải xem màn đàm phán sau này của hai đại gia tộc. Còn xem náo nhiệt gì nữa? Ánh mắt Lôi Chấn Kỳ đảo qua, hỏi đám người. Đám người lập tức rầm một chút tản ra. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy có chút suy nghĩ, thân thể Lôi Chấn Kỳ này không tốt, ngày thường nhìn qua yếu đuối mong manh, hào hoa phong nhã, không ngờ rằng, trong xương cốt lại là một người bá đạo khí phách như vậy. Nói vài ba câu, lập tức khiến tên nhãi con Vương Kiếm Thành này thu đuôi chạy trốn. Nhanh, xin lỗi Từ tiểu thư, Lôi Chấn Kỳ đen mặt nói với Lôi Tuyết Kiều. À, dựa vào cái gì, cô ta tát con, dựa vào đâu con phải xin lỗi cô ta. Lôi Tuyết Kiều bất mãn tới cực điểm, lớn tiếng giống giận. Lôi Chấn Kỳ lạnh lùng nói, chỉ bằng cái đầu heo của con, đắc tội người không nên đắc tội. Nếu con không xin lỗi, đừng trách bố cũng tát con. Lời này của Lôi Chấn Kỳ làm cho Lôi Tuyết Kiều sửng sốt, sau đó mặt trắng bệch, cô ta không nghĩ tới, người bố luôn luôn yêu thương mình lại nói ra lời nghiêm khắc như vậy. Từ tiểu thư, thật sự xin lỗi. Lôi Tuyết Kiều cắn răng, cúi đầu nhìn Từ Ngạo Tuyết, trong lòng hận muốn chết. Thôi bỏ đi. Từ Ngạo Tuyết thản nhiên nói, trong ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường. Để cô ta phân cao thấp với loại tóc vàng Lôi Tuyết Kiều, căn bản sẽ kéo cấp bậc của cô ta xuống, từ đầu hai người căn bản không cùng một tầng lớp. Lôi Chấn Kỳ chắp tay với Tề Đẳng Nhàn, nói, N nhân, xin lỗi, con bé này không hiểu chuyện, khiến cậu chê cười rồi. Tề Đẳng Nhàn cười nói, trẻ con không nghe lời, đánh thêm hai trận là tốt rồi. Khóe miệng Lôi Tuyết Kiều giật giật. Lôi Chấn Kỳ thì ha ha cười, nói, được được, ân nhân, không có chuyện gì nữa thì tôi đưa cậu trở về. Cậu ở Hương Sơn, có phiền toái gì, cứ trực tiếp liên hệ với tôi, Lôi gia chúng tôi tuyệt đối không nuốt lời. Tề Đẳng Nhàn chắp tay nói, được, làm phiền rồi. Lôi Chấn Kỳ vung tay lên, mang người rời đi. Từ Ngạo Tuyết quay đầu nhìn về phía hắn, nói, bây giờ đối với Lôi gia anh quan trọng như vậy. Sau này ở Hương Sơn, có thể đi ngang rồi sao? Nghe xong lời nói trêu tức và ghen tị của Từ Ngạo Tuyết, Tề Đẳng Nhàn cũng không đắc ý. Hắn chỉ rất nghiêm túc nói với Từ Ngạo Tuyết, tôi không muốn đi ngang ở Hương Sơn, tôi chỉ muốn đi thẳng trước mặt cô thôi. Từ Ngạo Tuyết sửng sốt, không hiểu lời này có ý gì. Đợi đến sau khi phục hồi lại tinh thần mới phát hiện ra, bánh xe cũng đã nghiền đến trên mặt mình rồi. Tề Đẳng Nhàn. Anh con mẹ nó, Từ Ngạo Tuyết nghiến răng nghiến lợi mắng chửi, mặt đầy sát khí. Chỉ là, sát khí của cô ta đối với Tề Đẳng Nhàn mà nói là không hề có tác dụng, điều này ngược lại sẽ làm cho Tề Đẳng Nhàn càng đắc ý hơn. Sự phản kháng bằng công phu mèo ba chân của Từ Ngạo Tuyết, đối với Tề Đẳng Nhàn mà nói lại càng là quyền hưng phấn của kẻ bắt cóc. Từ Ngạo Tuyết quất Vương Kiếm Thành một trận như vậy, cả người đổ đầy mồ hôi. Tôi trở về tắm rửa, thay quần áo đây. Từ Ngạo Tuyết tức giận nói, xoay người đi vào trong khách sạn. Vì tránh cho cô bị trả thù, tôi sẽ ở cùng cô. Tề Đẳng Nhàn đi theo sau, mặt dày vô sỉ. Từ Ngạo Tuyết cười lạnh, nghĩ có nên gửi tin nhắn cho Dương Quan Quan hay không, hẹn một chỗ gặp mặt, sau đó để thằng nhãi Tề Đẳng Nhàn này đi theo, đến lúc đó sẽ đưa hắn vào thẳng Tu La Địa Võng. Quan hệ giữa Dương Quan Quan và Từ Ngạo Tuyết cũng không tệ lắm, dù sao. Cô cũng được Từ Ngạo Tuyết chỉ dạy rất nhiều về mặt thương nghiệp. Vào ngày thường, hai người cũng có ngẫu nhiên nhắn tin qua lại. Sau khi vào phòng tắm, Từ Ngạo Tuyết nghĩ, rồi gửi một tin nhắn cho Dương Quan Quan, hẹn gặp mặt trong trung tâm thương mại, trò chuyện một chút.
Tề Đẳng Nhàn ngồi trên sofa, cũng đang gửi tin nhắn tán gẫu với Dương Quan Quan, miệng đầy lời nói dối, nói mình đang ở cùng một chỗ với người nhà họ Lôi. Một thanh đao lớn dài 800 mét, bị Từ Ngạo Tuyết treo ở đỉnh đầu của hắn, mà hắn lại không hề hay biết chút nào. Khoảng nửa giờ sau, Từ Ngạo Tuyết đi từ trong phòng tắm ra. Cô ta thay đổi một bộ váy áo tinh xảo, đùi đẹp bóng loáng trắng như tuyết, lộ 7 phần ra ngoài. Không mặc quần tất đen, nhận xét kém, Tề Đẳng Nhàn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, xách quần nói. Anh có bệnh à, trời nóng như vậy, mặc quần tất đen làm cái gì chứ? Từ Ngạo Tuyết cười lạnh nói. Tề Đẳng Nhàn cười nói, chân cô dài như vậy, không đi đạp 3 vòng, thật đáng tiếc. Từ Ngạo Tuyết mặc kệ lời cợt nhả cấp 10 của thằng nhãi con này, nhìn vào gương tùy ý sửa sang lại sợi tóc, thoa chút son môi, kéo giá trị nhan sắc của bản thân lên trạng thái đỉnh cao. Kiểu mỹ lệ của Từ Ngạo Tuyết là ở trong gia tộc lớn được hun đúc mà bồi dưỡng ra từ bé, ung dung hoa mỹ đồng thời mang theo một tia ngạo khí khiến cho đàn ông tràn ngập ham muốn chinh phục. Hơn nữa, Từ Ngạo Tuyết bây giờ, so với trước kia lại càng hiểu rõ được khí chất và mỹ mạo của mình. Tôi đói bụng rồi, anh biết có món gì ăn ngon không? Từ Ngạo Tuyết hỏi. Cái này thật sự là tôi không biết. Tề Đẳng Nhàn suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói. May mà tôi có biết một tiệm cơm cà phê cực kỳ nổi tiếng, ngay ở quảng trường thời đại bên kia, đi thôi. Từ Ngạo Tuyết mỉm cười nói. Cô ta đương nhiên biết Tề Đẳng Nhàn vừa tới Hương Sơn không lâu, nhất định không biết rõ tình huống của Hương Sơn bên này, cho nên mới hỏi như thế. Hắn nói không biết, mình lại đáp như vậy, sẽ không có sơ hở. Quả nhiên Tề Đẳng Nhàn mắc câu, nói, vẫn là từ tổng của chúng ta chuyên nghiệp. Từ Ngạo Tuyết cố ý làm bộ như trượt chân, Tề Đẳng Nhàn lại lần nữa mắc câu, đưa tay đỡ lấy cô ta, nói, không khoa trương như vậy chứ. Đến bây giờ rồi mà chân còn mềm ư. Đừng có bẻ lái lung tung, cái đồ vô liêm sỉ này. Từ Ngạo Tuyết tức giận. Trực tiếp há mồm cắn vào cổ hắn. Tề Đẳng Nhàn thoáng cái đã tránh đi, Từ Ngạo Tuyết liền nhấp môi lên cổ áo hắn một cái, để lại một dấu môi nhợt nhạt, dấu môi rất nhạt, loại son môi này của cô ta vốn là lấy màu sắc ám muội làm chủ. Sau khi đạt được mục đích, trong mắt Từ Ngạo Tuyết lóe lên một tia trêu tức. Hôm nay, thế nào cũng phải dạy dỗ tên khốn kiếp này một trận ra trò. Tên khốn này chèn ép thật ra lại vô cùng lợi hại. Dù cô ta có ngàn vạn thủ đoạn cũng đều không thể dùng được, nhưng cô ta không tin, ở trước mặt Dương Quan Quan, hắn còn có năng lực đen la sâu cui hua đó nữa. Vào lúc này Tề Đẳng Nhàn lại nhíu nhíu mày, cảm thấy có một loại điềm xấu dự cảm, trên đỉnh đầu lạnh căm căm, phảng phất như đang treo thanh kiếm của Damoco vậy. Hửm, chẳng lẽ hôm nay có nguy hiểm gì chuẩn bị nhằm vào mình sao? Làm cho mình có dự cảm gió thu chưa động ve mà người đã giác ngộ ra từ lâu. Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ trong lòng. Từ khi võ công của hắn đạt đến cảnh giới này tới nay, một khi gặp phải nguy hiểm gì, hắn luôn có thể cảm giác được từ sớm, do đó trong lòng đã biết rõ, luôn giữ vững cảnh giác. Tề Đẳng Nhàn nói, hay là không đi ra ngoài, tôi cảm giác có chuyện nguy hiểm sắp xảy ra. Từ Ngạo Tuyết liền nói, ồ, vậy tôi lại càng muốn đi ra ngoài, không chừng anh bị xe bùn đâm chết thì sao? Vậy thì tôi được giải thoát rồi. Tề Đẳng Nhàn đen mặt. Từ Ngạo Tuyết cũng vô cùng kinh ngạc, bản thân mình cũng không hề làm lộ ra chút gì mà cái tên này đã nhận ra cái gì sao? Khủng bố như vậy à? Không phải còn chưa mở cửa sao? Tôi là lo lắng cô gặp nguy hiểm mà, cô đã đắc tội quân phiệt ngói hy đức của Nam Dương, người ta không chừng nghẹn cái gì đó mà giết chết cô đấy. Tề Đẳng Nhàn khó chịu nói. Hứ, đây là ở Hương Sơn. Tay của ngói hy đức có thể dài như vậy sao? Từ Ngạo Tuyết lại lơ đễnh nói. Cô ta đi tới cạnh cửa, mở cửa ra, nói, anh có đi hay không? Không đi thì tôi đi trước đây. Tề Đẳng Nhàn đuổi theo, nói, đi chứ, sao lại không đi? Đi theo Từ Ngạo Tuyết ra cửa, ngồi lên xe chuyên dụng của khách sạn, rất nhanh hai người đã tới quảng trường thời đại bên này. Sau khi tiến vào tiệm cơm cà phê, Tề Đẳng Nhàn ngồi xuống trước. Từ Ngạo Tuyết lại rất khác thường mà ngồi xuống bên cạnh hắn. Nếu là ngày thường, Từ Ngạo Tuyết còn ước gì cách hắn càng xa càng tốt, hận không thể ngồi sang một cái bàn khác, nhưng hôm nay, lại thoải mái hào phóng ngồi bên cạnh hắn.
Ồ, xem ra cô cũng không ngốc lớn mật như trong tưởng tượng của tôi nha, còn biết ngồi cạnh tôi nữa cơ đấy. Đúng vậy, dù sao mới đánh Vương Kiếm Thành một trận, lại đắc tội quân phiệt Nam Dương, hơn nữa lúc trước thua trong tay tập đoàn Hướng Thị, khiến nhà đầu tư mất nhiều tiền như vậy, người muốn cái mạng này của tôi khá nhiều đấy, sao có thể không cẩn thận một chút chứ? Từ Ngạo Tuyết buông tay, thoải mái nói. Cô ta nhẹ nhàng dựa vào sofa, đùi đẹp đan xen, góc váy tụt lên trên, bầy đùi đẹp ra càng thêm không hề che giấu. Đối với loại tiện nghi này, Tề Đẳng Nhàn đương nhiên là duỗi tay ra chiếm lấy, đặt thẳng tay lên chân dài của Từ Ngạo Tuyết. Thật trơn. Rất mềm. Từ Ngạo Tuyết hừ lạnh một tiếng, nói, lấy móng heo của anh ra cho tôi, còn ra thể thống gì nữa. Cô ta rất biết, mình càng phản kháng, càng khó chịu, Tề Đẳng Nhàn lại càng đắc ý, càng hăng hái. Quả nhiên, tay Tề Đẳng Nhàn chẳng những không lấy ra, ngược lại còn trượt lên trượt xuống hai bên, tiếp đó chợt nghe hắn đắc ý nói, tôi chỉ là đang sờ xương cốt của cô thôi, nhìn xem cô có thích hợp đạp ba vòng hay không. Từ Ngạo Tuyết làm bộ hổn hển căm tức nói, vậy rốt cuộc có thích hợp hay không? Thích hợp, cực kỳ thích hợp. Tề Đẳng Nhàn gật đầu nói. Đột nhiên, hắn cảm giác được gáy hơi lạnh cả người. Vừa quay đầu nhìn lại, liền thấy trên khuôn mặt xinh đẹp vốn rất thanh điềm của thư ký Dương, mang theo sương lạnh nồng đậm. Hè tháng 6 nóng bức có gió lạnh thổi. Tề Đẳng Nhàn cảm giác được, một thanh đao dài 800 mét, dường như đang rơi xuống cổ mình. Tiếp tục đi, thất thần cái gì vậy? Hai tay Dương Quan Quan đút trong túi quần, cực kỳ khó chịu nhìn Tề Đẳng Nhàn, lạnh lùng nói. Một cỗ lửa giận trong lòng Tề Đẳng Nhàn lập tức dâng lên, cái này không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Từ Ngạo Tuyết giở trò quỷ rồi, chắc là sợ mệnh hắn quá dài đây mà. Quả nhiên khóe miệng Từ Ngạo Tuyết dương lên một nụ cười mỉa mai, dường như cực kỳ đắc ý về chuyện mình đã hố được Tề Đẳng Nhàn. Dương Quan Quan ngồi thẳng xuống bàn đối diện, cười nhìn Tề Đẳng Nhàn. Hỏi, khó trách ngày hôm qua cả đêm anh không về. Tề Đẳng Nhàn ho khan một tiếng, vừa định rảo biện. Từ Ngạo Tuyết đã mở miệng nói, Quan Quan à, cô hiểu lầm rồi, hôm qua hắn ở cùng một phòng với tôi, nhưng chúng tôi không hề làm chuyện gì cả, chỉ nói chuyện làm ăn cả đêm mà thôi. Biểu tình trên mặt Tề Đẳng Nhàn lập tức cứng đờ lại, hận không thể bịt miệng Từ Ngạo Tuyết lại. Nói vậy không phải lại ông tôi ở bụi này sao? Chỉ đơn giản là cố ý chỉnh hắn thôi. Ánh mắt Dương Quan Quan liếc đến dấu môi trên cổ áo Tề Đẳng Nhàn, trong lòng lại càng thêm không thoải mái. Thật ra cô biết rõ, con hàng Tề Đẳng Nhàn này lăng nhăng không chịu nổi, với Lý Vân Uyển cũng là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nhưng khi thật sự gặp phải chuyện này vẫn khiến cô vô cùng khó chịu. Đặc biệt đối phương là Từ Ngạo Tuyết, một cô gái giỏi giang như vậy, hơn nữa, thằng nhãi Tề Đẳng Nhàn này còn nói dối lừa gạt mình. Quả thực không thể nhịn nổi. Ăn chút gì đi, hôm nay hắn trả tiền. Từ Ngạo Tuyết mỉm cười nói với Dương Quan Quan, trong giọng điệu và tư thái đều lộ ra nét vô cùng tao nhã. Trong lúc nói chuyện, đùi cô ấy còn dịch chuyển sang một bên, dán lên đùi của Tề Đẳng Nhàn, hành động như một con hồ ly tinh đích thực. Trong lòng Từ Ngạo Tuyết vô cùng đắc ý, thấy cảnh Tề Đẳng Nhàn bị ức hiếp, bây giờ thì hay rồi, để xem hắn chết như thế nào. Dương Quan Quan cũng không phải là người dễ ức hiếp như vậy. Sự bất mãn của Dương Quan Quan càng dâng cao hơn, bản thân mình có điểm nào không tốt chứ, toàn tâm toàn ý đối xử với hắn, hắn dựa vào đâu còn muốn lừa gạt mình. Thậm chí cô và Lý Vân Uyển còn lặng lẽ đạt được sự ăn ý, cũng đã dung túng đủ lắm rồi. Người phụ nữ Từ Ngạo Tuyết này, vậy mà cô lại dám hố tôi. Khó trách tôi cứ cảm thấy có điều không thích hợp, hóa ra là xảy ra chuyện như vậy. Tề Đẳng Nhàn tức giận đến mức cả hàm răng cũng hơi phát ngứa lên, muốn treo Từ Ngạo Tuyết lên đánh một trận. Nhưng Từ Ngạo Tuyết lại thật sự đến đây, chủ động gắp đồ ăn cho Tề Đẳng Nhàn, bày dáng vẻ như rất quan tâm hắn, khiến Dương Quan Quan tức giận đến mức y phu chu si, ơ phu sâng tiên le. Dương Quan Quan cũng đã nhận ra Từ Ngạo Tuyết có mưu đồ hiểm ác rồi, cho nên, tạm thời chờ thời cơ hành động, chỉ là, ý lạnh nơi đáy mắt đã nồng đậm đến mức không thể hòa tan được. Tề Đẳng Nhàn dựa vào năng lực hòa giải của mình, ngược lại hóa giải được vài lần suýt chút nữa xảy ra tu la địa võng, nhưng lúc này đây, hình như là không trốn nổi rồi. Phù, không được tức giận, không được tức giận, càng tức giận lại càng kém cỏi đấy.
Tạm thời không làm gì, trở về rồi từ từ chỉnh đốn hắn. Trong lòng Dương Quan Quan nghĩ, trên mặt lộ ra ý cười lạnh nhưng trong không cười. Sau khi ăn cơm xong, Từ Ngạo Tuyết và Dương Quan Quan một trái một phải, kẹp Tề Đẳng Nhàn ở giữa, đi dạo một vòng trong trung tâm thương mại. Từ Ngạo Tuyết cười dài hỏi, Quan Quan, cảm giác khi điều khiển toàn bộ nhà họ Dương như thế nào? Có áp lực không? Dương Quan Quan liền đáp lại, còn tốt, ít nhất tạm thời không cần lo lắng sẽ phá sản rồi bị người ta đuổi tới nơi đất khách quê người. Trong lời này, cũng hơi mang ý kẹp dao giấu kiếm. Với EQ của Từ Ngạo Tuyết, đương nhiên sẽ nghe hiểu được, dù sao đến cả Tề Đẳng Nhàn EQ thấp cũng có thể rõ ràng Dương Quan Quan đang ám chỉ ai. Tề Đẳng Nhàn chỉ cảm thấy khí lạnh sau đầu giường như càng ngày càng dày đặc, gáy cũng nổi lên một tầng da gà. Thần hành cơ viên, không ai có thể phạm vào ư. Ha ha, thật là nực cười. Từ Ngạo Tuyết liếc mắt nhìn sắc mặt cứng đờ của Tề Đẳng Nhàn một chút, trong lòng âm thầm buồn cười. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn đã chửi mụ nội nó rồi, bản lĩnh hố người của Từ Ngạo Tuyết này, quả thực còn cao hơn Hướng Đông Tình cả một bậc. Khi một hàng ba người đi về phía một cửa hàng bán đồ xa xỉ, gặp phải một nhóm đàn ông có làn da hơi đen, tuy rằng Hương Sơn cũng dựa về hướng nam, ánh mặt trời cũng rất gay gắt, nhưng cũng chưa đến mức phơi người ta đen đến mức này. Màu da của đoàn người này, càng giống người của vùng nước Ngọc Thạch và vùng Nam Dương hơn. Lòng Tề Đẳng Nhàn lập tức giật nảy lên, đoàn người kia đã tránh ra trong nháy mắt, xông tới, vén quần áo lên, động tác đồng nhất rút dao găm ra. Quả nhiên, hôm nay tôi dự cảm được nguy hiểm, đều không phải là Tu La Địa Võng. Tề Đẳng Nhàn dùng mình trong lòng. Từ Ngạo Tuyết còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã thấy một con dao găm chọc thẳng về phía bụng mình. Ngay sau đó, là thanh thứ hai, thanh thứ ba từ các góc độ khác nhau đâm tới. Những người này, đều là sát thủ vô cùng chuyên nghiệp, phối hợp ăn ý, hơn nữa xuống tay vừa ngoan độc vừa mau lẹ, nếu người bình thường gặp phải thì chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị đâm chết. Tay phải của Tề Đẳng Nhàn bỗng nhiên nhấc lên, sau đó vung lên, đánh rơi một con dao găm, đồng thời, bả vai va chạm về phía trước, trực tiếp khiến người kia bị đâm bay. So với Từ Ngạo Tuyết Dương thì phản ứng của Dương Quan Quan đương nhiên là nhanh hơn, trong nháy mắt khi hai con dao găm thọc tới. Thân thể liền có phản ứng, tự nhiên vặn eo một cái, né tránh con dao đang đâm tới, rồi lắc người thêm một cái, né tránh một dao nữa. Tay phải cô nhấc lên, một đấm giáng xuống đã đánh trúng sát thủ đang che trước mặt mình liên tiếp lùi lại vài bước, ngã ngồi trên mặt đất, còn nôn mửa ra ngoài nữa. Tay trái cô vòng ở sau mông, tiếp theo quăng một cái hổ quét tiên ra ngoài, tựa như đuôi hổ quất ra, đánh lên trên mặt của một người, khiến cho người đó xoay tròn trên không. Động tác của Tề Đẳng Nhàn đương nhiên còn nhanh hơn, liên tiếp đánh rơi 6 con dao găm, ra tay cũng xảo quyệt tàn nhẫn, người đối mặt với hắn, trong nháy mắt đã ngã sóng xoài trên mặt đất, tử trạng không giống nhau. Tôi thật sự phải cảm ơn đám ngu ngốc này, nếu không, Tu La Địa Võng này thật sự không biết nên giải như thế nào. Thậm chí trong lòng Tề Đẳng Nhàn còn hơi biết ơn những người tới ám sát này. Chỉ trong chớp mắt, dưới sự ra tay đồng thời của hai thầy trò, nhóm sát thủ chuyên nghiệp này lần lượt ngã xuống đất, người đáng chết đã chết, kẻ nên tàn cũng đã tàn. Nhưng sau khi những người này ngã xuống, Tề Đẳng Nhàn không những không cảm nhận được sự nhẹ nhõm, ngược lại còn cảm thấy nguy hiểm báo động hơn. Hắn lôi kéo Từ Ngạo Tuyết đang ngây ra như phỗng sang bên cạnh, đồng thời nhấn đầu cô ta xuống, khiến cho cả người cô ta còng xuống, kẹp dưới nách. Rầm, rầm, rầm. Tiếng súng liên tiếp truyền đến. Điểm rơi của mấy viên đạn chính là nơi mà Từ Ngạo Tuyết vừa đứng. Hơn phân nửa là người của ngói Hy Đức Hoa Sider gì đó, đây là chuẩn bị xử lý Từ Ngạo Tuyết. Cũng chỉ có thế lực bên ngoài mới to gan như vậy, dám dùng súng bắn người ở nơi như thế này. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn thoải mái, một tay kẹp Từ Ngạo Tuyết lui về phía sau, một tay kéo lấy bả vai Dương Quan Quan, thoáng cái đã mang theo hai cô gái trốn đến phía sau. Lúc này Từ Ngạo Tuyết mới phục hồi lại tinh thần, kinh hô chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này, mọi người trong trung tâm thương mại cũng phát ra từng đợt thét chói tai, nhao nhao vắt giò lên cổ chạy trốn. Chuyện gì xảy ra ư? Người muốn mạng chúng ta tới rồi. Tề Đẳng Nhàn cười lạnh nói. Vừa nói xong, hắn liền nhìn thấy một tay súng đứng ở góc rẽ phía trước, đang giơ tay bắn một phát súng ra.
Nhưng trong nháy mắt trước khi nổ súng, Tề Đẳng Nhàn đẩy Dương Quan Quan một cái, cố ý đẩy cánh tay về phía trước một chút. Dương Quan Quan vừa xoay đầu đã nhìn thấy cánh tay của Tề Đẳng Nhàn bị viên đạn sượt qua, máu tươi lập tức bắn ra. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Dương Quan Quan không khỏi lo lắng dữ dội. Ở bên cạnh, Từ Ngạo Tuyết cũng không giấu được sự lo lắng trong lòng. Tuy nhiên, Tề Đẳng Nhàn đã cúi người xuống, không cho tay súng có cơ hội bắn tiếp lần thứ hai, một cú đấm trúng cổ họng của người kia, phát ra một tiếng nổ lớn, làm phá vỡ tất cả các mô mềm trong cổ họng của đối phương. Các mô mềm vỡ vụn của tay súng đều bị tắc nghẽn trong các cơ quan, ngã xuống đất trong nỗi đau đớn, giữ cổ của mình và lăn qua lại liên tục. Chỉ sau một thời gian ngắn, khuôn mặt của hắn ta đã chuyển sang màu tím, và sau đó cơ thể hắn ta bắt đầu vặn vẹo, nghẹt thở và chết đi. Ngay sau khi giết chết tay súng, lại có thêm một số tay súng khác xuất hiện trên tầng 2, bọn họ giơ tay lên, và liên tiếp bắn vào ba người ở tầng dưới. Nguy hiểm! Dương Quan Quan gào lên một tiếng, vòng tay ôm lấy eo Từ Ngạo Tuyết, hai người cùng nhau dùng đai cuốn trèo lên, né ra khỏi tầm nhìn của các tay súng. Tề Đằng Nhàn cũng nhận ra tình hình bây giờ không tốt, lần này có quá nhiều sát thủ cầm súng, không thể ở lại đây nữa. Nếu chỉ có một mình hắn, thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi. Nhưng nếu có thêm cả Dương Quan Quan và Từ Ngạo Tuyết, thì sẽ làm vướng chân vướng tay của hắn. Mặc dù Dương Quan Quan thường xuyên luyện tập võ công, nhưng cô ấy vẫn chưa đạt tới cảnh giới không sợ súng. Nếu muốn luyện tập tuyệt chiêu né đạn bằng một tay, cô ấy ít nhất cũng phải tràn đầy năng lượng. Không mất nhiều thời gian để Dương Quan Quan tu luyện năng lượng hắc ám, nếu muốn biến năng lượng này thành kỹ năng xâm nhập vào tủy xương, chắc chắn phải từng bước luyện tập rất lâu. Nhanh lên, Tề Đằng Nhàn trần trừ một lát rồi nhìn về phía hai người bọn họ, trầm giọng nói, hắn nhấc hai người phụ nữ từng người một lên, dễ như cầm hai con búp bê trong tay. Từ Ngạo Tuyết chỉ cảm thấy gió đang lùa bên tai, cảnh tượng trước mắt không ngừng thay đổi như thể đèn lồng bốc cháy, trong chớp mắt, cô đã được Tề Đằng Nhàn đưa đến lối ra. Tuy nhiên, vừa mới thoát ra khỏi cửa, tiếng súng nổ như một viên đậu đã vang lên, và những viên đạn bắn xuyên qua cửa kính, hòa vào trong. Tề Đằng Nhàn dường như đã đoán trước được, đúng lúc tiếng súng vang lên, chân hắn nhanh chóng hoạt động, bốp bốp hai cái, kéo hai người bọn họ cùng dựa vào tường. Từ Ngạo Tuyết cảm thấy trên mặt có hơi nóng, sau đó ngửi thấy mùi khét, cô nhìn về phía đó, nhìn thấy một sợi tóc của mình bị đứt, nó rơi trên vai cô, khói xanh bay ra ngoài, không ngừng cuộn tròn vào trong. Dương Quan Quan cũng không giấu được sự mệt mỏi trên khuôn mặt, trước đây cô ấy cảm thấy võ công của mình đã đạt được thành tựu, có thể tung hoành bốn biển. Nhưng thực sự khi đối mặt với cơn mưa đạn này, cô phát hiện ra rằng kỹ thuật của mình quá ít ỏi và sức mạnh cá nhân dù cho có mạnh mẽ như thế nào thì dường như cũng là vô giá trị trước những vũ khí hiện đại này. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Có nhiều tay súng như vậy, chúng ta còn có thể sống sót được mà thoát ra sao? Từ Ngạo Tuyết không kìm lòng được hỏi Tề Đằng Nhàn. Đừng hoảng, yên tâm đi, Tề Đằng Nhàn vẫn bình tĩnh nói. Sắc mặt của Từ Ngạo Tuyết đã trở nên tái nhợt, cô ấy nói, nhưng ngay cả anh cũng bị thương rồi. Từ Ngạo Tuyết nhìn vào vết thương trên vai của Tề Đằng Nhàn, cô ấy lại càng cảm thấy lo lắng hơn. Tề Đằng Nhàn nhạt nhẽo nói, mưa đạn, bị thương một chút là chuyện bình thường. Cú bắn này, hắn dựa vào dự đoán hoàn hảo và cố tình chịu đựng nó, dù sao, đây cũng là giải pháp duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến để giải quyết trận hỗn chiến này. Tay súng ở ngoài cửa chuẩn bị xông vào, tay súng trên lầu chuẩn bị chạy xuống, ba người bị kẹt ở giữa, như thể trở thành miếng thịt bò trong một chiếc bánh mì hamburger. Đi qua cửa đằng kia, hai người dí sát tường bò qua, tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng. Tề Đằng Nhàn rất thoải mái nói. Dương Quan Quan cũng không nói nhiều, kéo Từ Ngạo Tuyết dựa vào tường, đi đến cánh cửa bên kia. Một lượng lớn tay súng tràn vào trung tâm thương mại, đang tiến lại gần, cúi dài người ngồi xuống, dùng phương pháp bước nhện trên nước, để di chuyển nhanh chóng như những tia chớp. Trước khi các tay súng có thể giơ tay lên và bắn, hắn đã lật người và lao vào đám đông, và đã bắn trúng một số tay súng. Hắn trà trộn vào đám đông, những tay súng này không dám bắn lung tung, vì sợ vô tình làm bị thương chính đồng đội của mình. Bọn họ không dám bắn, đối với Tề Đằng Nhàn, bọn họ đều là cá trên thớt, giết chết bạn họ,
cực kỳ đơn giản như chặt thịt, thái rau. Sau khi những quả lựu đạn này lăn xuống gầm xe, thì chúng liền phát nổ, vừa rồi đã làm vỡ nát các phương tiện ven đường, thậm chí có loại còn khiến cả chiếc xe bay lên không trung. Clark không khỏi cau mày, nhưng anh ta không quan tâm đến nó, vì anh ta đang nhất quyết muốn giết chết Từ Ngạo Tuyết. Lúc này Từ Ngạo Tuyết và Dương Quan Quan vừa từ trên không trung mà đáp xuống. Khi Clark chuẩn bị hành động, thì Tề Đẳng Nhàn đã đuổi kịp anh ta, từ cú đâm chéo vừa rồi, nhưng, hắn vẫn muộn nửa nhịp. Nửa cú đánh này cũng đủ để Clark hành động. Nhưng ngay khi Clark chuẩn bị nắm bắt sự chênh lệch thời gian nửa phát, thì anh ta liền cảm thấy sởn gai ốc, đột nhiên anh ta dừng lại ở tư thế khỉ ngồi xổm và nửa cúi xuống. Bùm! Vừa ngồi xổm xuống, bức tường xi măng bên cạnh đã bị nổ tung một cái lỗ. Điều này khiến Clark toàn thân rùng mình, anh ta tập trung tầm nhìn ngoại vi lên nóc tòa nhà bên kia đường, tiếng súng phát ra từ đó, đó là khẩu súng bắn tỉa vật liệu, Barrett tầm 82A1. Anh ta liền dừng lại để tránh phát bắn tỉa, nhưng Tề Đẳng Nhàn đã đến nơi, hắn liền giơ chân lên và đá thẳng vào đầu của Clark. Clark liền giơ hai tay lên, vượt qua chúng và tiến về phía trước để chống cự. Theo lực của cú đá, Clark bật người lên và lùi lại cách xa 7 hoặc 8 mét. Trong khi những người khác đang bật dậy, thì tiếng súng bắn tỉa ở tòa nhà đối diện lại vang lên một lần nữa. Clark đang ở trên không trung, theo lẽ mà nói căn bản là không thể né tránh, tuy nhiên, anh ta đã giữ vững cơ thể và ngã xuống, tránh được bước tiến của tay bắn tỉa, nhưng viên đạn đã găm vào lưng của anh ta. Là ai? Sao lại có thể hiểu được chuyển động của tôi? Sớm đã mai phục để đợi đánh úp tôi, hơn nữa còn giết rất nhiều người của tôi bằng lựu đạn. Clark liền cau mày. Lúc này, anh ta mới biết mình phải từ bỏ ý định giết Từ Ngạo Tuyết, anh ta đi với bước chân như bay, như thể có lò xo ở dưới chân của anh ta vậy. Tề Đẳng Nhàn liền cảm thấy đây là cơ hội tốt nhất để truy sát người da trắng, nhưng nếu truy đuổi anh ta, thì Từ Ngạo Tuyết và Dương Quan Quan rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, dựa vào năng lực của hai người bọn họ, có lẽ họ sẽ không thể trốn thoát được. Đi nào! Một chiếc xe thương mại đột nhiên dừng lại bên đường, cửa mở ra, những người trong xe liền hét lên. Mặc dù Tề Đẳng Nhàn không nhận ra lực lượng đột nhiên đến giúp đỡ là ai, nhưng vì đối phương đang giúp đỡ nên rõ ràng họ sẽ không có ác ý, hắn liền lập tức đưa Dương Quan Quan và Tề Ngạo Tuyết lên xe. Sau khi ba người lên xe, chiếc xe thương mại lập tức nhấn ga phóng nhanh ra khỏi hiện trường. Chân trước vừa rời đi, thì chân sau đã đại lượng sát thủ lập tức đuổi tới. Tuy nhiên, lúc này, bọn họ chỉ có thể ở phía sau rất xa. Trên chiếc xe thương mại này chỉ có tài xế và người vừa mở cửa. Tề Đẳng Nhàn liền nhìn chung quanh, và hắn phát hiện là bản thân không quen biết cả hai, cho nên hắn liền hỏi các người từ đâu đến. Làm lại xuất hiện ở đây, hơn nữa, còn giúp đỡ chúng tôi một tay. Người đàn ông liền nói, Tề tiên sinh, chúng tôi là Vĩnh Dạ Quân. Chúng tôi đến đây để giúp ngài giải quyết khó khăn theo lệnh của quân vương. Hả, Sở Vô Đạo không phải đã chết rồi sao? Tề Đẳng Nhàn không khỏi nhíu mày. Là tân nhiệm quân vương, người đàn ông trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói. Tề Đẳng Nhàn sau khi nghe điều này hơi ngạc nhiên, hắn liền cau mày, tân nhiệm quân vương là thủ lĩnh mới của Vĩnh Dạ Quân sao? Xuất thân của anh ta là gì? Chúng tôi có biết nhau không? Người đàn ông liền mỉm cười và nói, Tề tiên sinh sẽ sớm gặp được vị tân nhiệm quân vương của chúng tôi thôi. Sau khi Sở Vô Đạo và Tề Đẳng Nhàn cùng nhau hành động, cuộc sống của những người này không hề dễ dàng, bởi vì bọn họ phải đối mặt với sự bao vây và đàn áp của chính quyền, cho nên họ đã chọn cách tan thành từng mảnh để có thể ẩn náu, hơn nữa còn tránh bị thanh lý. Tuy nhiên, suy cho cùng, Vĩnh Dạ Quân đã được thành lập dưới nền tảng của thế giới ngầm từ lâu. Cho dù gặp phải sự đàn áp nghiêm trọng như vậy, thì nó vẫn có thể duy trì hoạt động. Vừa rồi người áo trắng kia là ai, lợi hại vậy sao? Khi đối mặt với anh ta, trong lòng tôi chỉ có sợ hãi, ngay cả ý nghĩ phản kháng cũng không có. Dương Quan Quan không khỏi nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn mà nói. Người da trắng tên là Clark, anh ta là thủ lĩnh của một tổ chức thần bí thuộc CIA ở Mỹ Quốc. Anh ta được coi là người mạnh nhất. Tề Đẳng Nhàn liền bình tĩnh nói. Vì thói quen ăn uống mà hầu hết người phương Tây đều cao hơn người phương Đông. Người đàn ông da trắng tên Clark này mạnh hơn hầu hết các chiến binh về phương diện bình tĩnh bẩm sinh.
Điều đáng sợ hơn nữa là anh ta, một người mễ quốc, lại thực sự luyện công phu đến mức đáng sợ như vậy, quả thực là không thể tin được. Hơn nữa cùng cần biết rằng không thể đạt được trình độ võ thuật như vậy chỉ bằng tài năng thể chất. Bởi vì võ thuật Trung Hoa chứa đựng nhiều triết lý văn hóa truyền thống. Dương Quan Quan kinh ngạc nói, người mạnh nhất, cái này là quá khoa trương rồi. Từ Ngạo Tuyết với vẻ mặt xấu xí nói, xem ra, Kim Chủ đứng đằng sau ngói Hy Đức, chắc chắn là người Mễ Quốc rồi. Nếu không thì làm sao ông chủ CIA lại có thể đến giết tôi kia chứ? Ngói Hy Đức có thể nói là tương đối hùng mạnh trong số các quân phiệt Nam Dương, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu Kim Chủ đứng đằng sau anh ta là một người Mễ Quốc. Trận chiến giành lấy mạng sống của Tề Ngạo Tuyết lần này thực sự rất lớn, ngay cả Clark cũng đích thân đến Hương Sơn, điều này giống như quá mức cần thiết, có thể tưởng tượng được tình hình ở Nam Dương phức tạp đến mức nào. Con đường tình báo của Vĩnh Dạ Quân các anh thật khá rộng rãi. Các anh thực sự đã biết trước rằng có người sẽ nhắm vào Từ tiểu thư sao? Tề Đảng Nhàn không thể không hỏi về tính nhân đạo của vị Vĩnh Dạ Quân này. Tân nhiệm quân vương rất có tài trong việc thu thập và điều tra tình báo. Điều này đã mở rộng các kênh thông tin hiện có của Vĩnh Dạ Quân chúng tôi. Thông tin của chúng tôi quả thực tốt hơn trước rất nhiều. Người đàn ông nghiêm túc trả lời, tuy nhiên, chúng tôi không phải là muốn cứu Từ tiểu thư, bởi vì chúng tôi cảm thấy Tề tiên sinh thế nào cũng sẽ bị liên lụy trong đó, cho nên, mới ra tay cứu giúp. Từ Ngạo Tuyết liền làm mặt xấu, bởi vì cô ta cảm thấy bản thân được cứu là vì bọn họ nể mặt của Tề Đảng Nhàn mà thôi. Tuy nhiên, khi cô ta nghĩ lại, đúng là nếu không có sự bảo vệ của anh chàng này thì 10 mạng sống của cô ta đã mất ở đó. Chúng ta có thể tìm được Clark này không? Vì anh ta xuất hiện ở Hương Giang, thì chúng ta sẽ có cơ hội giữ anh ta lại. Tề Đảng Nhàn liền nheo mắt chế nhạo. Lần cuối cùng hắn gặp Clark là khi ở Mễ Quốc, hắn đã bị truy đuổi và bỏ chạy như một con chó lạc, cuối cùng hắn cũng đã trốn thoát được nhờ sự giúp đỡ của Tôn Dĩnh Thục. Bây giờ Clark đã đến Hoa Quốc. Việc anh ta được giúp đỡ để đối xử với người khác theo cách riêng của mình là điều đương nhiên, anh ta phải được nếm trải cảm giác bị rượt đuổi khắp nơi là như thế nào. Ngài cũng biết đối phó cao thủ cấp độ này khó khăn đến mức nào rồi đó. Người đàn ông liền lắc đầu, mà bất đắc dĩ nói. Tề Đảng Nhàn cũng đang nghĩ về điều đó, gần như không thể không để mắt tới một bậc thầy có kỹ năng đạt đến mức độ phá vỡ khoảng không, và chuyện gặp được vị cao thủ được coi như một vị thần. Thì hầu như là một chuyện không thể. Năm giác quan của loại cao thủ này là siêu nhân, trực giác của họ giống như của một vị thần tiên. Làm sao một người ở trình độ như Clark có thể lặng lẽ đến Hương Sơn của Hoa Quốc? Tề Đảng Nhàn liền quay lại nhìn Từ Ngạo Tuyết, sau đó liền hỏi một cách nghiêm túc. Từ Ngạo Tuyết sắc mặt liền tối sầm lại, sau đó cô ta liền cau mày mà nói, nhà họ Triệu lẽ ra không muốn giết con lửa sớm như vậy, phải không? Lợi ích của họ ở Nam Dương vẫn còn chưa ổn định như vậy mà. Tề Đảng Nhàn liền suy nghĩ một lúc, hắn cảm thấy lời của cô nói cũng có lý, Triệu gia dù có to gan đến đâu cũng không dám hợp tác với CIA của người Mễ Quốc. Gần đây Hương Sơn sẽ tổ chức đại hội võ thuật, rất nhiều cao thủ cũng được mời tới, ngài nhân cơ hội này tiến vào cũng không có gì ngạc nhiên. Người đàn ông của Vĩnh Dạ Quân liền giải thích. Xe thương vụ đi thẳng đến bờ biển. Tề Đảng Nhàn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Mẹ kiếp, không thể nào. Khóe miệng hắn giật giật, cảm thấy cuộc sống này còn đặc sắc hơn những cuốn tiểu thuyết võ hiệp mình đọc trong tù một chút. Dương Quan Quan không khỏi trợn mắt, kinh ngạc nói, thế mà lại là Mộng Mộng. Kiều Thu Mộng mặc một thân tây trang nữ màu đen đứng bên bờ biển, nhìn thấy người tới thì mỉm cười nghênh đón. Bạn cũ, đã lâu không gặp, Kiều Thu Mộng vẫy tay mỉm cười. Gật đầu với Tề Đảng Nhàn và Dương Quan Quan. Từ Ngạo Tuyết không quen cô ấy, dò xét từ trên xuống dưới rồi nói, có chút ấn tượng đấy, trước đó không phải chỉ là một công ty nhỏ thôi sao? Sao lắc mình cái đã biến thành thủ lĩnh của Vĩnh Dạ Quân rồi? Kiều Thu Mộng nói, nhờ có Sở Vô Đạo tiên sinh đối tốt với tôi, không chê tôi tư chất ngu dốt mà nhận tôi làm đồ đệ. Tôi có thể có thành tựu như vậy cũng đều là anh ta cho. Dương Quan Quan không khỏi ngạc nhiên nói, thì ra sư phụ của cô là Sở Vô Đạo, tôi đã nói mà. Cuối cùng Tề Đảng Nhàn cũng hiểu tại sao Vĩnh Dạ Quân lại quan tâm đến hắn nhiều như vậy, hóa ra là vợ của Kiều Thu Mộng tiếp quản. Nhìn chung thì hiện giờ Kiều Thu Mộng đã có khí chất của nhân vật lớn,
giữa hai lông mày có vẻ trầm tĩnh và sắc bén, không còn ngây ngô như trước nữa. Tề Đẳng Nhàn lại không nhịn được thở dài, lắc đầu nói, cô đã thay đổi rất nhiều, tôi không biết lúc trước dựa theo ý của cha tôi ra khỏi nhà tù U Đô đến nhà họ Kiều, đến cùng là đúng hay không đúng. Bởi vì hắn biết rõ Kiều Thu Mộng gánh vác trọng trách của Vĩnh Dạ Quân sẽ có bao nhiêu áp lực. Muốn đội được Phương Miện thì phải chịu được sức nặng của nó. Có thể được người của Vĩnh Dạ Quân gọi hai chữ quân vương không phải chuyện đơn giản. Những thứ này không liên quan tới anh mà là sự lựa chọn của tôi. Kiều Thu Mộng nói. Mời mọi người ngồi. Trên bờ biển đã bày sẵn ghế, còn có một chiếc bàn nhỏ bày cà phê và nước trà. Tề Đẳng Nhàn nói với Kiều Thu Mộng, cô đảm nhận trách nhiệm của Vĩnh Dạ Quân nhưng điều này cũng sẽ gây rắc rối cho cô, chẳng hạn như phía chú Kiều bên kia. Kiều Thu Mộng bình tĩnh nói, không cần lo lắng, chú Tề đã giúp gia đình tôi giải quyết việc phiền toái này rồi. Cho dù những kẻ đó muốn đối phó tôi cũng không dám nhắm vào người trong gia đình tôi nữa. Tề Đẳng Nhàn hơi giật mình, ngược lại không ngờ Tề bất ngữ thế mà lại lặng lẽ giúp nhà họ Kiều giải quyết một phiền phức lớn. Bởi vì Sở Vô Đạo tiên sinh giúp Tề Đẳng Nhàn cướp xe tù của Lục Chiến Long, Vĩnh Dạ Quân cũng bị liệt vào phe cánh phản diện, cuộc sống của cô cũng không dễ dàng chút nào phải không? Trốn đông trốn tây, Dương Quan Quan hỏi Kiều Thu Mộng. Đâu chỉ là không dễ dàng, nội bộ của Vĩnh Dạ Quân sắp bị tách ra rồi, bây giờ có thể miễn cưỡng duy trì hoạt động cũng không dễ dàng gì. Kiều Thu Mộng lắc đầu nói, nhân tâm thay thổi. Sư phụ vừa đi thì dã tâm của rất nhiều người đã xuất hiện như măng sau mưa xuân. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, một đời vua một đời thần là chuyện bình thường. Quyền lực quá hấp dẫn, chưa kể hiện giờ Vĩnh Dạ Quân khó khăn như thế, chẳng có gì lạ khi có kẻ phản bội muốn tách ra. Kiều Thu Mộng nói, cho nên hôm nay mời anh tới đây là muốn anh giúp tôi giải quyết cái phiền toái này. Tề Đẳng Nhàn nói, cô nói đi. Người này tên là Hứa Hử. Là một vị tướng dưới quyền của sư phụ, sau khi sư phụ rời đi, Vĩnh Dạ Quân bị coi là phản quốc và anh ta chuẩn bị chia rẽ Vĩnh Dạ Quân từ bên trong. Kiều Thu Mộng lấy một tấm ảnh ra và nói rằng, tôi từng lên kế hoạch hành động nhắm vào người này, chẳng qua cuối cùng đều thất bại. Thứ nhất là vì địa vị của người này trong Vĩnh Dạ Quân không thấp, dù người ở phe tôi cũng có một số gián điệp của anh ta. Thứ hai là vì võ công của người này thực sự rất cao, có thể biến nguy thành an. Thứ ba, người này đang ẩn náu trong võ đường chiến thiên, không thể nhằm vào anh ta. Dương Quan Quan vừa nghe được bốn chữ võ đường chiến thiên thì lập tức cười lạnh, nói chủ nhân của võ đường chiến thiên được khen là cao thủ hàng đầu của Hương Sơn, chiến phi. Hứa Hử này ngược lại có mưu mô, trực tiếp tìm một cao thủ như vậy để bảo vệ bản thân. Kiều Thu Mộng nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn. Nói ra, Hứa Hủ kéo một nhóm cao thủ của Vĩnh Dạ Quân chuẩn bị tham gia đại hội võ thuật do Long Môn và Hồng Bang phối hợp tổ chức, tham gia để đánh dẹp anh, một kẻ phản bội quốc gia ngay trong đội quân. Anh ta lấy cớ là sư phụ Sở Vô Đạo của tôi bị anh lừa gạt, lừa được không ít người, muốn lợi dụng chuyện này để triệt để chia cắt hai phe trong nội bộ Vĩnh Dạ Quân. Nếu anh ta không chết thì Vĩnh Dạ Quân sẽ không yên. Sau khi nghe xong Tề Đẳng Nhàn không khỏi có phần tức giận. Nói hắn lừa gạt Sở Vô Đạo. Mặc dù ngày thường hắn và Sở Vô Đạo không giao lưu nhiều nhưng cũng là bạn bè đối xử chân thành với nhau. Nếu không thì khi đó Sở Vô Đạo tuyệt đối sẽ không liều mạng đứng ra giúp đỡ hắn. Trong lòng Sở Vô Đạo này cũng có một thước đo, bất kể là được hay mất thì lúc cần đứng lên nhất định phải đứng lên. Nói như vậy thì Hứa Hử này đúng là đáng chết, Tề Đẳng Nhàn nheo mắt cười lạnh. Kiều Thu Mộng nói, ngoài ra có một việc các anh cần nghiêm túc chú ý, người của gia tộc Rothschild đã đến Đế Đô, chuẩn bị bàn bạc với ông trùm Đế Đô để chặt đầu anh ở Mỹ và gán cho hành vi khủng bố. Sau khi Từ Ngạo Tuyết nghe được lời của Kiều Thu Mộng, cô ta không thể không nhìn Tề Đẳng Nhàn với vẻ hài hước. Hiện tại, hầu hết người của gia tộc Rothschild đã nói chuyện với ông trùm ở Đế Đô và việc họ gán cho hắn là phần tử khủng bố chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Việc Tề Đẳng Nhàn giết người, chém đầu tuy rằng thống khoái, nhẹ nhàng vui vẻ, thậm chí còn khiến mọi người cảm thấy đau lòng trước tinh thần hiệp sĩ này. Nhưng cũng sẽ mang đến cho hắn rắc rối lớn, trong mắt của Từ Ngạo Tuyết, rất không lý trí, chẳng qua là hữu dũng vô mưu mà thôi. Tề Đẳng Nhàn nói, chuyện này cô không cần lo lắng, tôi tự có tính toán. Hơn nữa tôi cũng biết từ lâu rồi.
Dư luận bây giờ đang rất bất lợi với Tề Đẳng Nhàn, hắn đang gánh tội phản quốc, lại đại khai sát giới chém người của gia tộc thượng quan ở Mỹ khiến Hồng Bang tức giận, còn có Tề Bất Ngữ đánh chết Jimmy the Rothschild. Chậc, quả thật là người đầy giận. Dương Quan Quan nghiêm túc lên, Tề Đẳng Nhàn đã nói cho cô ấy biết, hắn có diệu tính, tuy nhiên sau khi bị gán là khủng bố thì còn đường sống để chờ mình không? Kiều Thu Mộng tháo chiếc nhẫn trên ngón tay ra, đưa cho Tề Đẳng Nhàn và nói, anh hãy cầm cái này đi tìm Hứa Hử. Hả, đây không phải là nhẫn của Sở Vô Đạo sao? Sau khi Tề Đẳng Nhàn nhận lấy thì hơi nhíu mày. Đây cũng là tín vật của thủ lĩnh Vĩnh Dạ Quân. Anh ta đã muốn thứ này từ lâu rồi, nếu anh đeo nó thì sẽ không cần phải lo lắng anh ta không tới tìm anh. Cũng tốt, Tề Đẳng Nhàn thản nhiên đeo chiếc nhẫn vào ngón út, hắn cảm thấy chiếc nhẫn khá độc đáo, nếu cô tạm thời đưa cho tôi chiếc nhẫn thì không sợ không áp chế được người sao. Kiều Thu Mộng bình tĩnh nói, người tín nhiệm tôi sẽ không chỉ nhìn vào chiếc nhẫn này. Tề Đẳng Nhàn không thể không gật đầu, Kiều Thu Mộng bây giờ đã khác trước. Anh Thẩm. Ừ. Thẩm Trường Thanh đi trên đường, mỗi khi gặp người quen đều sẽ chào hỏi hoặc gật đầu. Nhưng bất kể đó là ai, trên mặt mọi người cũng không có biểu cảm thừa thãi nào, tựa như bọn họ thờ ơ với mọi thứ. Đối với chuyện này, Thẩm Trường Thanh đã tập mãi thành quen. Bởi vì nơi này là đội Trấn Ma, một tổ chức duy trì sự ổn định của Đại Tần, trách nhiệm chủ yếu là chém giết yêu ma quái, đương nhiên còn có một số nghề phụ khác. Có thể nói, trên tay mỗi người trong đội Trấn Ma đều dính rất nhiều máu. Khi một người đã quen với việc nhìn thấy sống chết thì người đó sẽ trở nên thờ ơ với nhiều thứ. Lúc mới tới thế giới này, Thẩm Trường Thanh không thích ứng được nhưng theo thời gian cũng thành quen. Đội Trấn Ma rất lớn. Những người có thể ở lại đội Trấn Ma đều là những cao thủ mạnh mẽ hoặc là người có tiềm năng trở thành cao thủ. Thẩm Trường Thanh thuộc về người sau. Trong số đó, đội Trấn Ma được chia thành hai nghề, một là người bảo vệ và hai là thợ săn quỷ. Bất cứ ai vào đội Trấn Ma đều phải bắt đầu với tư cách là một thợ săn quỷ ở cấp độ thấp nhất, sau đó sẽ được thăng cấp từ từ và cuối cùng là có triển vọng trở thành người bảo vệ. Đời trước của Thẩm Trường Thanh là thợ săn quỷ thực tập của đội Trấn Ma và cũng là thợ săn quỷ có cấp bậc thấp nhất. Sở hữu trí nhớ của đời trước. Anh ta cũng quen thuộc với hoàn cảnh của đội Trấn Ma. Không bao lâu sau, Thẩm Trường Thanh dừng lại trước một căn gác xếp. Không giống như những nơi khác đầy lạnh lẽo trong đội Trấn Ma, căn gác xếp ở đây giống như hạc giữa bầy gà, thể hiện sự yên tĩnh khác hẳn đội Trấn Ma đẫm máu. Lúc này cửa gác xếp đang mở, thỉnh thoảng có người ra vào. Thẩm Trường Thanh chỉ do dự một lát rồi bước vào. Vào gác xếp. Môi trường đột nhiên thay đổi. Mùi mực trộn lẫn mùi máu tanh phả vào mặt khiến anh ta vô thức cau mày nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng thả lỏng. Gần như không có cách nào có thể tẩy sạch mùi máu tanh trên người đội Trấn Ma. Nếu nhẫn quân vương ở trong tay Tề Đẳng Nhàn, vậy thì có thể dẫn dụ kẻ có ý đồ, dã tâm chia rẽ Vĩnh Dạ Quân như Hứa Hủ mắc câu. Đương nhiên, Tề Đẳng Nhàn cũng không cần rắc rối như vậy, có thể trực tiếp xông vào bên trong võ đường chiến thiên, đánh Hứa Hủ chết ngay tại chỗ. Nhưng nếu làm như vậy đương nhiên sẽ mang lại ít hoặc nhiều phiền toái, dù sao bây giờ hắn đang trong trạng thái thay hình đổi dạng. Khắp nơi đều đang lùng bắt hắn. Một khi bị bại lộ sẽ đưa đến một số lượng lớn cao thủ bố trí mai phục vây công, khiến cho hắn có cánh cũng khó thoát, cũng khó có thể rời khỏi Hương Sơn. Kiều Thu Mộng quay đầu nhìn về phía Từ Ngạo Tuyết, nói cô phải rời khỏi Hương Sơn càng sớm càng tốt, nếu không, có lẽ sẽ sắp có rắc rối tìm đến tận cửa đấy. Cô trỗi dậy mạnh mẽ ở Nam Dương đã rước lấy sự kiêng kỵ của một vài thế lực nước ngoài. Hơn nữa cô lại còn trở mặt với Ngói Hy Đức, vậy nên lần này mới có người thuộc CIA không ngại vượt ngàn dặm xa xôi tới đây để giết cô. Ngói Hy Đức này chính là một tên quân phiệt được CIA Mỹ nâng đỡ lên, để thao túng chính quyền của Nam Dương đó. Từ Ngạo Tuyết hồ một tiếng nói, chẳng trách tôi lại nhìn thấy trong đám binh sĩ của Ngói Hy Đức có một số trang bị bị người Mỹ đào thải, đều là súng trường M16. Tuy rằng súng trường M16 là sản phẩm của Mỹ nhưng cũng nổi tiếng là đồ vứt đi. Lúc ấy nước Mỹ và nước Diệp Nam khai chiến, các binh sĩ cho dù phải sử dụng khẩu AK-47 thu được còn hơn là dùng thứ vứt đi này. Lần này người tới giết cô có ba hướng,
một hướng là do Ngói Hy Đức phái tới đây, một hướng là người của CIA Mỹ, còn một hướng nữa là Diệp Nam Bang chiếm cứ Hương Sơn. Kiều Thu Mộng nhìn Từ Ngạo Tuyết nói. Diệp Nam Bang cũng là thế lực không nhỏ tại Hương Sơn, bọn họ nhờ vào việc buôn hàng cấm từ tam giác độc mà làm giàu, thuộc hạ nhiều người, vũ khí nhiều, nổi tiếng là đám liều mạng. Lần này nếu giết cô không thành thì những người này vẫn có thể tìm cơ hội. Từ Ngạo Tuyết hơi gật đầu, cô ấy đầu quân vào nhà họ Triệu, bây giờ Nam Dương quật khởi, quả thật đã làm rối loạn rất nhiều sắp xếp của các thế lực quốc tế. Nam Dương là một khối bánh ngọt lớn, không ai lại không muốn nhúng tay vào kiếm một chén canh, nếu có thể thay thế nhà họ Trần thì cũng quá tốt. Vậy tôi sẽ nhanh chóng trở về Nam Dương, Tề Đằng Nhàn, anh đừng quên những dược phẩm đã hứa với tôi. Từ Ngạo Tuyết nói với Tề Đằng Nhàn. Yên tâm, tôi là người rất coi trọng chữ tín đấy. Tề Đằng Nhàn nói. Bên ngoài Từ Ngạo Tuyết cười nhưng trong lại không cười, nói, đây là thứ tôi bán thịt cho anh mới đổi lấy được, nếu anh dám gạt tôi sẽ không tha cho anh. Những lời này có mang chút ý oán tránh Tề Đằng Nhàn. Tề Đằng Nhàn cũng không cần nhìn cũng biết có hai ánh mắt khác thường đang rơi xuống người mình, hơn nữa còn mang theo một chút sát khí. Trong lòng hắn không khỏi chửi thề một câu, Từ Ngạo Tuyết này quá xấu rồi, còn đặc biệt cho mình tu la chàng nữa chứ. Kiều Thu Mộng nói với Tề Đằng Nhàn, anh phải cẩn thận tên Clark này, anh ta rất mạnh, vô cùng mạnh. Mấy cao thủ của Vĩnh Dạ Quân chúng tôi đều chết ở trong tay anh ta. Người này có lẽ là người da trắng mạnh nhất trên thế giới. Tề Đằng Nhàn nghe xong thì gật đầu, đối với lời Kiều Thu Mộng nói anh cảm thấy không hề khoa trương, dù sao lúc trước hắn đánh nhau với Clark cũng chỉ mới so đấu có một chiêu. Clark tuyệt đối là một cao thủ cấp thần giống như hắn, thể chất đã vượt qua cực hạn của thân thể con người. Dương Quan Quan không khỏi nghĩ thầm, thật đúng là núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Một người Mỹ mà còn có thể tu luyện công phu đến cảnh giới này, dường như tôi cũng thật sự không có gì để tự cao tự mãn nữa. Sau này phải điều chỉnh tâm tính lại, đi theo con đường luyện công thực tế mới được. Gần đây cô ấy đã điều chỉnh tâm tính thông qua việc đọc kinh, cảm thấy mình đã bớt nóng nảy hơn, hôm nay lại gặp chuyện thế này, lại chứng kiến một cường giả hàng đầu như Clark, sự kiêu ngạo trong nội tâm đã bị mài mòn đến mức tan thành mây khói rồi. Không kiêu ngạo, đó luôn là chuyện mà một quân nhân cần phải làm. Cũng không nên nói quá nhiều, mọi người giải tán đi, có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại. Kiều Thu Mộng nói. Này, Mộng Mộng, cô cũng phải cẩn thận đó. Dương Quan Quan nhìn không được nhắc nhở cô ấy. Ừ, Kiều Thu Mộng nghiêm túc gật đầu, cô cũng phải cẩn thận. Hiện tại Hương Sơn Long Môn và Hồng Bang đang tổ chức đại hội võ thuật, bọn họ muốn nhắm vào Tề Đằng Nhàn, cô là đồ đệ của hắn, nếu có rắc rối đến thì cô cũng sẽ là người đứng mũi chịu sào. Tề Đằng Nhàn vẫn còn muốn nói thêm với Kiều Thu Mộng hai câu nhưng Dương Quan Quan còn đang ở đây, lại còn có thêm cái người thích đâm chọt người khác như Từ Ngạo Tuyết ở đây nữa, thật sự là không hợp cho lắm. Kiều Thu Mộng đứng dậy đi lên xe, sau đó người của Vĩnh Dạ Quân mang theo cô ấy rút lui, rời khỏi nơi này. Dương Quan Quan nhìn theo chiếc xe rời đi, miệng không khỏi chậc chậc khen ngợi, nói thật không ngờ Mộng Mộng lại có thể trở nên xuất sắc như vậy. Từ Ngạo Tuyết nói, cô cũng không kém hơn cô ấy đâu, huống chi sư phụ của cô còn lợi hại hơn so với sư phụ của cô ấy gấp trăm lần. Tề Đằng Nhàn nhíu mày nói với Từ Ngạo Tuyết, không nên nói bạn của tôi như vậy. Từ Ngạo Tuyết cười nhạo nói, không nhìn ra anh còn khiêm tốn như vậy đó. Tề Đằng Nhàn nói, tôi cũng chỉ lợi hại hơn Sở Vô Đạo trăm triệu lần thôi, hắn đã rất không tệ rồi. Từ Ngạo Tuyết dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết hắn đang nói là trăm triệu lần chứ không phải một chút, tên khốn này chuyên môn đạp trên mặt mũi người ta, cho chút ánh sáng có thể khiến cho cả người của bạn toàn lỗ đen. Xem ra, chuyện của anh Lục lần trước đã ảnh hưởng rất nhiều đến các cá nhân và cả thế lực. Dương Quan Quan nhìn về phía Tề Đằng Nhàn, thở dài nói. Dù sao Lục Chiến Long cũng có quyền cao chức trọng, đương nhiên sẽ rút dây động rừng rồi. Tề Đằng Nhàn nói. Từ Ngạo Tuyết đứng dậy, tiện tay chỉnh lại tóc, thản nhiên nói, anh đang ở Hương Sơn, có Hoàng Văn Lãng che chở, bây giờ đã trở thành quý nhân của nhà họ Lôi, sau lưng lại có thêm Vĩnh Dạ Quân chiếu cố, có thể nói là quyền thế ngập trời rồi. Chỉ cần không để cho người của quốc gia lấy được chứng cứ rõ ràng chứng minh anh là tên phản quốc Tề Đằng Nhàn thì trên cơ bản sẽ không có chuyện lớn gì.
Lần này tôi quay về Nam Dương cũng phải liên hệ với nhà họ Trần rồi, dù sao, giường để nghiêng sao có thể làm người ta ngủ ngáy. Người Mỹ cho tôi một bất ngờ lớn như vậy, nếu tôi không trả lại thì sẽ rất có lỗi với họ. Nhà họ Trần chắc chắn không muốn thấy một tên quân phiệt được người Mỹ nâng đỡ sẽ ngày càng lớn mạnh tại Nam Dương đâu nhỉ. Tề Đẳng Nhàn thờ ơ nói, tự cô đi tìm Trần Ngư đàm phán điều kiện, chuyện này tôi sẽ không tham dự, Nam Dương cũng không phải sân nhà của tôi. Từ Ngạo Tuyết không khỏi nhíu mày lại cảm giác mình chôn mìn vẫn hơi ít, đối với tiện nhân như này thì không thể nương tay được, hắn chết thảm như thế nào thì mình nên làm như thế ấy. Em vừa thấy anh bị trúng đạn, không sao chứ? Dương Quan Quan lúc này mới nhớ tới một chuyện, quay đầu nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, ân cần hỏi thăm. Không sao đâu, bị sượt qua thôi. Tề Đẳng Nhàn lật cánh tay lại cho cô ấy xem miệng vết thương, đã đóng vảy rồi, tốc độ khôi phục này cũng hơi không hợp với lẽ thường. Dương Quan Quan lại thở dài nói, cẩn thận một chút. Tình hình bây giờ của anh thật sự quá nguy hiểm, sao anh không tạm thời rời khỏi Hương Sơn trước, tránh đầu sóng ngọn gió rồi lại nói sau. Biểu cảm của Từ Ngạo Tuyết vẫn lạnh lùng, bây giờ cô đã tỉnh táo lại rồi. Nghĩ lại thì loại người như Tề Đẳng Nhàn cũng không dễ đối phó như vậy. Một phát đạn này, quá nửa là đang qua loa với Dương Quan Quan nên mới cố tình chống chọi. Đúng lúc đó, điện thoại của Từ Ngạo Tuyết vang lên. Sau khi cô ấy nghe cuộc điện thoại này, sắc mặt không khỏi trở nên hơi âm trầm. Anh Thẩm. Ừ. Thẩm Trường Thanh đi trên đường, gặp được người quen thì chào hỏi với nhau hoặc là gật gật đầu. Nhưng bất kể đó là ai, trên mặt của họ vẫn luôn không có biểu cảm dư thừa gì, giống như đối với ai cũng thờ ơ như vậy. Đối với chuyện này, Thẩm Trường Thanh đã quen rồi. Bởi vì đây là Trấn Ma Ti, chính là một tổ chức bảo vệ sự ổn định của Đại Tần, trách nhiệm chủ yếu là chém giết yêu ma quỷ quái, đương nhiên cũng có một số nghề phụ khác. Có thể nói, trên tay mỗi người ở trong Trấn Ma Ti đều dính rất nhiều máu tươi. Khiến mọi người thường xuyên thấy việc sống chết sẽ trở nên lạnh lùng với rất nhiều chuyện. Lúc vừa mới bắt đầu đi vào thế giới này, Thẩm Trường Thanh thấy hơi không thích ứng được, nhưng có thể cũng đã dần trở thành thói quen. Trấn Ma Ti rất lớn. Người có thể ở lại Trấn Ma Ti, đều là cao thủ có thực lực mạnh mẽ, hoặc là người có tiềm năng trở thành cao thủ. Thẩm Trường Thanh thuộc về người ở vế sau. Cho dù là ai khi tiến vào Trấn Ma Ti đều sẽ bắt đầu từ tầng thợ săn quỷ thấp nhất. Sau đó thăng chức từng bước một, cuối cùng có hy vọng trở thành trấn thủ sứ. Kiếp trước Thẩm Trường Thanh chính là một trong những thợ săn quỷ thực tập trong Trấn Ma Ti, cũng là cấp thấp nhất trong hội thợ săn quỷ. Có được trí nhớ của kiếp trước. Anh ta vô cùng quen thuộc với hoàn cảnh ở Trấn Ma Ti. Không bao lâu Thẩm Trường Thanh đã dừng lại ngay trước mặt một tòa lầu các. Trấn Ma Ti khác với những nơi tràn ngập cảm giác xác sơ tiêu điều khác, tòa lầu các này giống như hạc giữa bầy gà, bên trong Trấn Ma Ti tràn ngập máu tanh lại thể hiện một sự yên lặng khác thường. Lúc này cửa lớn tòa lầu các mở rộng, ngẫu nhiên có người ra vào. Thẩm Trường Thanh chỉ chần chừ một chút, sau đó lập tức đi vào. Khi vào trong lầu các, khung cảnh lập tức biến đổi. Một loại mùi hương của mực xen lẫn với mùi máu tanh nhàn nhạt đập vào mặt khiến cho lông mày anh ta hơi nhíu lại, nhưng lại nhanh chóng giãn ra. Trên người mỗi người thuộc Trấn Ma Ti đều có mùi máu tanh, dường như không thể nào rửa sạch được. Quả nhiên, tôi vừa mới có chút thành quả ở Nam Dương thì lập tức có người muốn hái quả đào của tôi. Từ Ngạo Tuyết cầm di động, gương mặt đầy vẻ lạnh lùng, giữa mày mang theo một chút tức giận. Tề Đẳng Nhàn nhìn cô ta một cái, hỏi ơ. Sao lại thế này, ai dám hái đào của đại tiểu thư cô? Từ Ngạo Tuyết nói, người nhà họ Tạ có quan hệ thông gia với nhà họ Triệu, một bà cô tên Tạ Thiên Ngọc. Tề Đẳng Nhàn nói, người nhà họ Tạ, ồ, vậy thì xem ra cô vẫn gặp phải chút phiền toái rồi. Cựu thời vương Tạ Đường Tiền Yến, Từ Ngạo Tuyết vừa mới xử lý xong một vương kiếm thành, lát sau đã có người nhà họ Tạ tới hái quả đào. Một câu thơ trong bài Ôi Hạng Lưu Vũ Tích. Có thể nói nhà họ Tạ là sự giúp đỡ lớn nhất của nhà họ Triệu, giữa hai nhà cũng kết thành thông gia củng cố quan hệ. Trước hết anh cứ đảm bảo an toàn cho cô ta, để cô ta có thể bình an vô sự rời khỏi Hương Sơn. Dương Quan Quan nhíu nhíu mày, nói với Tề Đẳng Nhàn.
Tề Đẳng Nhàn như suy tư gì gật gật đầu. Chỉ là, dựa vào cái gì mà người nhà họ Tạ tới hái đào của cô? Hiện tại, bên Nam Dương cô cũng có tiếng nói, sao còn phải sợ bọn họ? Từ Ngạo Tuyết lại lắc đầu, nói, làm gì mà đơn giản như vậy? Người nhà họ Tạ tìm đến nhà họ Quý, một gia tộc bản thổ có quyền thế ở Hương Sơn, chỉ cần giữ tôi lại Hương Sơn không cho tôi trở về là có thể đạt được mục đích. Tề Đẳng Nhàn nói, nhà họ Quý. Từ Ngạo Tuyết nói, nhà họ Quý lập nghiệp bằng buôn bán nhựa plastic. Tên tội phạm có quan hệ với tổ tiên nhà họ Diệp đã từng bắt cóc thiếu gia nhà họ Quý, ồn ào đến mức toàn thế giới chấn động. Ồ, Tề Đẳng Nhàn hơi hơi gật đầu, có ấn tượng. Nhà họ Quý là một đại gia tộc rất có tiền, nhưng nhà họ Lôi lại là một đại gia tộc có tiền lại có thế còn được đại lão duy trì, nếu không thì tại sao những tên tội phạm đó không xuống tay với nhà họ Lôi? Giữa hai đại gia tộc vẫn có sự chênh lệch nhất định. Tề Đẳng Nhàn bảo Dương Quan Quan đi trở về trước, hơn nữa cũng bảo cô ta chú ý một chút tình hình bên phía Nam Thiến, tránh bị người của Nghiêm Động đến làm phiền. Dương Quan Quan vốn muốn chính tay đâm tên trai đều Tề Đẳng Nhàn, nhưng hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, sự quan tâm và lo lắng cho hắn lại vượt qua lửa giận. Hơn nữa, sự an toàn của Từ Ngạo Tuyết cũng thực sự quan trọng, chỉ bảo hắn cẩn thận làm việc, yên lặng rời đi. Sau khi Tề Đẳng Nhàn nhẹ nhàng thở ra thì bắt đầu tính sổ với Từ Ngạo Tuyết không ngừng chôn bom cho mình. Hắn lập tức ấn người trên bàn sách oán hận một trận, đến mức người ta phát khóc. Lần đầu tiên Từ Ngạo Tuyết cao ngạo mở miệng xin tha, lại còn cầu xin rất nhiều lần, lúc này mới được miễn cưỡng buông tha. Hướng tổng chôn bom cho tôi không dám làm gì, nhưng cô muốn chơi xấu tôi, không dễ như vậy đâu. Tề Đẳng Nhàn vô cùng khoe khoang nói. À, tôi nhất định phải giết anh. Từ Ngạo Tuyết cũng chỉ có thể mạnh miệng một chút mà thôi, cả người như bị tê liệt, không thể động đậy. Bởi vì Từ Ngạo Tuyết đột nhiên nghe được tin tức này mà rối loạn, quên mất Tề Đẳng Nhàn là loại người có thù tất báo, hôm nay cô ta chơi xấu hắn như vậy, không bị trả thù mới là lạ. Lúc nãy nên giữ Dương Quan Quan lại chỗ này bằng bất cứ giá nào, thế thì thằng nhãi họ Tề muốn trả thù cô ta cũng không dám. Từ Ngạo Tuyết tức muốn hộc máu. Nói, sao một phát đạn đó không bắn chết anh luôn đi? Tuy rằng tôi biết tiện nhân như anh chắc chắn sẽ đề phòng, nhưng vẫn có cảm giác tiếc hận. Tề Đẳng Nhàn khinh thường nói, hôm nay nếu không có tôi ra tay, cô có 10 cái mạng cũng không đủ dùng, còn ở chỗ này châm chọc tôi. Sắc mặt Từ Ngạo Tuyết tối lại, tuy rằng lời này khó nghe nhưng lại là lời nói thật, không có Tề Đẳng Nhàn, cô ta có 10 cái mạng cũng đều bị chôn vùi ở Hương Sơn. Dù sao cũng có nhiều người tới giết cô ta như vậy, lại còn có siêu cấp cao thủ như Clark. Thậm chí, trong nội tâm cô ta cũng bắt đầu mơ hồ, người cô ta hận nhất lại là người cứu cô ta nhiều lần nhất, thậm chí, thời điểm nhìn thấy hắn trúng đạn, trong lòng cô ta không khỏi có chút hoảng loạn và khẩn trương. Những cảm xúc kỳ lạ hiếm thấy, lung tung rối loạn đó làm nội tâm Từ Ngạo Tuyết có một cảm giác như muốn hỏng mất. Không. Mình và hắn chú định chỉ có thể là kẻ thù, là hắn làm mình lưu lạc đến tận đây, cũng là hắn không ngừng sỉ nhục mình. Mình nhất định không thể buông tha cho hắn. Từ Ngạo Tuyết hung hăng lắc lắc đầu, cắn chặt răng, thầm nghĩ trong lòng. Trên mặt cô ta lộ ra biểu cảm tàn nhẫn và ghi thù, lại để cho Tề Đẳng Nhàn thấy được, sau đó, hắn lại trở nên có hơi hưng phấn. Từ Ngạo Tuyết cả kinh, nói anh muốn làm gì? Anh đừng làm sằng bậy. Lúc nãy tôi đã xin lỗi rồi. Tề Đẳng Nhàn lại cười lạnh, đè cô ta lại. Từ Ngạo Tuyết có hơi tuyệt vọng. Nhưng Tề Đẳng Nhàn lại không làm như cô ta tưởng tượng, mà lấy ra một bó dây thừng không biết tìm được ở nơi nào, lập tức trói cô ta lại, sau đó treo lên trên trần nhà. Cho đến sau khi bị treo ngược lê, Từ Ngạo Tuyết mới phục hồi lại tinh thần, cắn răng mắng, họ Tề, có phải anh có tật xấu gì hay không? Tề Đẳng Nhàn ngạo kiều nói, cô khẩu phục tâm không phục. Vừa nhìn dáng vẻ vừa rồi của cô là biết cô không phục, chắc chắn đang nghĩ ý tưởng xấu xa nào đó để chơi tôi. Hôm nay phải làm cho cô nhớ rõ giáo huấn, dạy cho cô biết tại sao ông đây là nhị đương gia nhà tù U Đô. Cảm xúc của Từ Ngạo Tuyết thiếu chút nữa bị tên bệnh tâm thần này làm hỏng mất, vừa rồi còn nâng chân cô ta nói cho cô ta đi học đạp xích lô, xong việc lập tức treo cô ta lên cảnh cáo một trận. Từ Ngạo Tuyết cảm thấy, nếu tên chó này không nhỏ nhen như thế,
nói không chừng hận ý của cô ta về hắn thật sự sẽ giảm đi từng ngày. Hiện tại ấy à, cô ta chỉ muốn tìm biện pháp để đồng quy vu tận với tên này. Từ Ngạo Tuyết được trải nghiệm truyền thống của nhà tù Udo. Sau khi cô ta được thả xuống, lập tức đi lấy dao nhỏ tìm Tề Đẳng Nhàn liều mạng. Chắc chắn anh có bệnh nặng nào đó, tâm lý biến thái, quỷ xúc. Từ Ngạo Tuyết ném dao đi, thở hồng hộc mắng, cô ta vung mấy chục nhát dao, không chém trúng người, ngược lại còn làm bản thân mệt đến nửa chết nửa sống. Lần sau nếu cô còn dám chơi xấu tôi sẽ treo cô lên giống vừa nãy. Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng lại cao ngạo nói. Trong suy nghĩ của tên này, phàm là có ai không nghe dạy bảo, chỉ cần treo lên chỉnh đốn là được rồi, nếu treo một lần không dùng được, vậy treo hai lần, ba lần, treo đến phục mới thôi. Từ Ngạo Tuyết cảm thấy đời trước của mình chắc chắn đã đào phần mộ tổ tiên của thứ này lên, nếu không, sao lại gặp được một kẻ kỳ lạ tra tấn cô ta đến mức muốn tự sát. Từ Tổng, người của Tạ Tiểu Thư vừa mới đến đây, bảo cô đến lâu đài trên biển gặp cô ta. Vào ngay lúc này, Từ Ngạo Tuyết nhận được một cuộc điện thoại. Bảo tôi đi gặp cô ta, Từ Ngạo Tuyết nghe xong thì ngẩn ra, sau đó trong mắt bốc cháy lên lửa giận, Tạ Thiên Ngọc cô ta là cái thá gì? Tề Đẳng Nhàn cười nhạt, nói, đừng quên thân phận hiện tại của cô lại không bằng trước kia, không phải ai cũng phải tâng bốc cô. Từ Ngạo Tuyết lại ngẩn ra, sau đó cười, nói, anh nói thật có đạo lý, đi thôi, lăn lộn một ngày, bụng đã sớm đói rồi, đúng lúc đi ăn một chút gì thôi. Tề Đẳng Nhàn vươn bàn tay ra ngoài cửa sổ, nói, mùa này ở Hương Sơn ban đêm có hơi lạnh đấy, gió biển thổi vù vù. Từ Ngạo Tuyết hung hăng liếc mắt xem thường một cái, nói, bà đây sẽ không đi tất đen đi lấy lòng tên khốn nạn nhà anh. Chỉ là, Từ Ngạo Tuyết mặc một chiếc quần jean bó sát người cũng đã đủ để trong mắt người khác lồi ra ngoài, một đôi chân dài di chuyển qua lại làm người khác tâm thần lay động. Lâu đài trên biển là một nhà hàng nổi tiếng ở Hương Sơn, mở ở bên cảng biển. Nhà hàng này là một chiếc tàu thủy to lớn, chia thành 5 tầng, các khách hàng đều dùng bữa ở trên thuyền, còn có thể chi tiền để gọi mỹ nữ đa tài đa nghệ, mặc sườn xám quyến rũ đánh đàn tranh. Thậm chí, không ít người mẫu nổi tiếng làm nhân viên phục vụ trên con tàu này, mong đợi bản thân được ông chủ nào đó coi trọng, từ đó được gả vào hào môn. Kim chủ của lâu đài trên biển là ai? Phô trương đến mức độ này. Tề Đẳng Nhàn quay đầu hỏi Từ Ngạo Tuyết. Người nhà họ Hà đầu tư đấy. Bên Hương Sơn thực sự rất nhiều kẻ có tiền. Từ Ngạo Tuyết cười cười, nói. Sau khi nói xong lời này, cô ta nâng bước đi phía trước, Tề Đẳng Nhàn chỉ đành đuổi theo. Từ Ngạo Tuyết thông qua chiếc gương bên cạnh nhìn thấy một màn bọn họ đi vào, trong lòng cảm thấy một phen sung sướng. Dáng vẻ này của cô ta như một chị đại, còn Tề Đẳng Nhàn như tên vệ sĩ quèn. Tề Đẳng Nhàn lại càng thưởng thức và thích vẻ tương phản này của Từ Ngạo Tuyết, thời điểm cùng hắn oanh tạc huyện Bình An thì xấu hổ giận dữ muốn chết, ra bên ngoài lại biến thành nữ thần cao không thể chạm tới. Từ tiểu thư tới, mời lên lầu, một người đàn ông mặc tây trang có khẩu âm đế đô rõ ràng sau khi nhìn thấy Từ Ngạo Tuyết, lập tức ý cười đầy mặt nói, Tạ tiểu thư ở trên lầu chờ đã lâu. Từ Ngạo Tuyết lạnh nhạt ừ một tiếng, đang định đi lên lầu. Trong mắt người đàn ông mặc tây trang hiện lên một tia khinh miệt, khinh thường thấp giọng nói, có cái gì mà ra vẻ, không phải nghèo túng rồi. Ngay cả Nam Dương cũng mất rồi, chỉ cần là đàn ông thì đều có thể chơi cô. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 60.